Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Tỳ kheo Thích Lệ Thiện dịch. Kính dâng Tôn Sư Thượng Tọa Thích Trí Quảng. Vì Thầy đã nuôi và dạy con nên người. Đệ tử Lệ Thiện đầu thành đảnh lễ. Địa ngục vì không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng xin trì tụng, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Nam mô Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là một trong số những kinh hiếu của Đại Thừa Phật Giáo. Nội dung kinh nói lên chuyên khởi Đức Phật vì mẫu thân thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi, lại nói đến nhân duyên diệu kiếp lâu xa của Địa Tạng Bồ Tát đã cứu độ mẫu thân và những nhân quả, tội báo và khổ báo mà chúng sanh tạo tác trong cõi Diêm Phù Đề, sau khi chết phải thọ khổ, đồng thời cũng nói lên tâm đại từ bi của Địa Tạng Bồ Tát. Thầy nguyện cứu vớt tất cả những chúng sinh đau khổ ấy. Ngài khuyến họ làm các điều lành, tránh mọi việc ác. Bản kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện về dịch chủ có nhiều thuyết. Một, do Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng. Hai, do Ngài Thật Xoa Nan Đà 695-704. Trong thời đại hiện nay, đa số thanh thiếu niên thích đọc ngắn gọn và dễ hiểu, nên cư sĩ Ngô Trọng Đức đã lược dịch văn kinh và minh họa bằng hình ảnh làm nội dung kinh thêm sinh động phong phú, người đọc dễ tiếp thu. Sau khi xem xong quyển sách này, được sự chỉ giáo và khích lệ của Thầy Bổn Sư, tôi đã dịch bản kinh này từ Hán văn sang Việt văn. Lần đầu tiên làm công tác phiên dịch, chắc hẳn không thể nào tránh khỏi điều sơ suất. Cúi xin các bậc tôn túc cao minh từ bi chỉ giáo. Ấn Quang Phật Đản Phật Lịch 2541, Dương Lịch 1997, Lệ Thiện. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Phẩm thứ nhất: Hiện Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi. Phẩm thứ hai: Phân Thân Tập Hội. Phẩm thứ ba: Quán Chúng Sinh Nghiệp Duyên. Phẩm thứ tư: Nghiệp Cảm Của Chúng Sinh Trong Cõi Diêm Phù. Phẩm thứ năm: Danh Hiệu Của Địa Ngục. Phẩm thứ sáu: Như Lai Tán Thán. Phẩm thứ bảy: Lợi Ích Của Kẻ Còn Người Mất. Phẩm thứ tám: Chúng Diêm La Vương Tán Thán. Phẩm thứ chín: Xưng Danh Hiệu Chư Phật. Phẩm thứ mười: So Sánh Công Đức Của Sự Bố Thí. Phẩm thứ mười một: Địa Thần Hộ Pháp. Phẩm thứ mười hai: Thấy Nghe Được Lợi Ích. Phẩm thứ mười ba: Phú Chúc Cho Trời Người. Hiện Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi. Phẩm thứ nhất: Trời Đao Lợi là cõi trời thứ 33
nằm ở cõi dục thứ hai trên đỉnh núi Tu Di. Bốn bên đỉnh núi đều có một ngọn núi do thần Kim Cương thủ vượt xoa giữ gìn. Giữa cõi trời đó là thành Thiện Kiến, chính là nơi ở của trời Đế Thích. Bốn vườn phía ngoài thành là nơi vui chơi của chư thiên. Phía đông bắc thành có cây viên xanh, hoa hương sông ngát bay xa. Phía tây nam thành có Thiện Pháp Đường, là nơi các chư thiên tụ họp bình luận lý các pháp. Bốn phương, mỗi phương có tám thành và thành trung ương, họp lại là trời thứ 33. Phật Bổ Ma Gia sau khi mạng chung đã sinh vào cõi trời này. Đức Phật đã vì Phật Mẫu mà thuyết pháp ở cõi trời Đao Lợi suốt 3 tháng. Giữa núi Tu Di là trời Tứ Thiên Vương, cõi trời Đao Lợi 4 mặt, mỗi mặt 8 vạn do tuần, mỗi do tuần khoảng 40 dặm. Thích Đề Hoằng Nhân ở trong thành Thiện Kiến, chu vi 4 vạn 10 ngàn do tuần. Tất cả được tạo nên toàn bằng vàng. 4 mặt của thành là lầu Thiên Môn, giữa thành có một lớp thành bằng vàng, lại thêm 500 cửa đạo thành. Các cửa này đều được trang hoàng bằng trân bảo, có lầu làm bằng lưu ly và các bảo vật. Một hôm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lên cung trời Đao Lợi vì mẫu thân của Ngài là Hoàng hậu Ma Gia mà thuyết pháp. Lúc đó, trong 10 phương vô lượng thế giới có vô số chư Phật và chư Đại Bồ Tát không thể tính kể. Biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp ở lại cung trời Đao Lợi vì mẫu thân của Ngài mà thuyết pháp, cho nên họ đều tụ họp đến đó. Bây giờ, 10 phương các Đức Phật và các vị Bồ Tát đồng tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở nơi đời ngũ trược ác thế này mà hiện sức đại trí tuệ thần thông bất khả tư nghì để điều phục những chúng sinh có tập tính can cường, khó hóa độ, và làm cho những chúng sinh này biết được tất cả nhân quả, khổ vui, làm cho họ được pháp giải thoát viên mãn. Bây giờ, Đức Như Lai mỉm cười, phóng ra 10.000 muôn ức dần mây sáng lớn và phát ra vô số âm thanh vi diệu. Lúc đó, thế giới Ta Bà và các quốc độ khác có vô lượng ức trời, rồng, quỷ thần đều tụ họp tại cung trời Đao Lợi. Bây giờ, Đức Phật hỏi Giang Thù Sư Lợi Bồ Tát: "Ông xem, hôm nay ở tại cung trời Đao Lợi này, chư Phật, Bồ Tát, trời, rồng và quỷ thần đều đến đông như vậy, ông có biết số lượng là bao nhiêu không?" Giang Thù Sư Lợi thưa Phật rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng sức thần thông của con, dù trải qua 1.000 kiếp để suy lường, tính toán cũng không thể đếm hết số lượng người này." Phật bảo Giang Thù Sư Lợi Bồ Tát: "Giả sử ta dùng Phật nhãn vẫn không xem hết số lượng những chúng sinh này, họ đã từng theo Địa Tạng Bồ Tát từ lâu xa đến nay. Có người đã được độ, đang được độ và chưa được độ. Có người đã đắc quả hoặc chưa đắc quả hoặc đang tu." Giang Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Phật rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, con từ lâu đã tu trồng căn lành, chứng đạt trí tuệ vô ngại. Vì vậy nghe lời Phật dạy, kính tin ngay. Nhưng những chúng sinh khác nhất định sẽ hoài nghi. Để tránh sự hủy báng của chúng sinh đời sau, cúi xin Đức Thế Tôn rộng nói về Địa Tạng Bồ Tát. Đã tu nhân gì, nguyện gì mà có thể thành tựu việc bất khả tư nghị như vậy?" Đức Phật trả lời: "Ví như cây cỏ trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới nhiều chư sườn cây, lúa mè, tre lau, núi đá, bụi trần. Mỗi vật đều tỷ dụ như một sông Hằng. Mỗi hột cát của sông Hằng này lại tỷ dụ cho một thế giới. Mỗi thế giới đó đem đặt vào bụi trần để tỷ dụ cho một kiếp. Mỗi kiếp tích lũy số di trần đó lại đem đó ví dụ là một kiếp số. Kể từ khi Địa Tạng Bồ Tát chứng đắc quả vị thập địa cho đến ngày nay, còn lâu gấp bội ngàn lần con số tỷ dụ trên. Huống là khi Địa Tạng Bồ Tát
còn là thanh văn, duyên giác, đã bắt đầu nghe Phật Pháp, bắt đầu tu hành rồi. Này Chân Thù Sư Lợi, sức uy thần và hạnh nguyện của Địa Tạng Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Nếu như ở đời vị lai có người thiện nam hoặc thiện nữ nào nghe đến danh hiệu Ngài, hoặc tán thán, lễ bái, xưng niệm danh hiệu, hoặc cúng dường, dầu, đèn, phan, lọng, cho đến tô vẽ, dùng gỗ điêu khắc, dùng vàng màu hoặc đất sét tạo nên hình tượng Ngài, người này sẽ giảng sinh cõi trời thứ 33, vĩnh viễn không còn đọa ác đạo nữa. Này Văn Thù Sư Lợi, chị Địa Tạng Bồ Tát từ lâu xa về trước chính là con của một đại trưởng giả giàu có. Thời bấy giờ có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Con của ông trưởng giả thấy tướng hảo trang nghiêm của Đức Phật này mà thưa hỏi Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài tu hành nguyện gì mà được pháp tướng trang nghiêm và công đức viên mãn như vậy? Đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai trả lời: Người muốn chứng được thân này, tất phải độ thoát tất cả chúng sinh thọ khổ. Văn Thù Sư Lợi, con của trưởng giả nghe Đức Phật nói xong, liền phát thệ nguyện: Con nguyện từ nay cho đến tận đời vị lai sẽ vì các chúng sinh phạm tội thọ khổ trong sáu đường mà tìm các phương cách để khiến cho họ được giải thoát ác nghiệp, hết khổ được vui. Làm được như vậy, con mới nguyện thành Phật. Địa Tạng Bồ Tát ở trước Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai phát thệ nguyện này, cho đến ngày nay đã trải qua trăm ngàn vạn ức số kiếp, không thể tính kể rồi. Nhưng chỉ độ khắp tất cả chúng sinh mà Ngài vẫn còn là Bồ Tát, chưa chịu thành Phật. Lại về thuở quá khứ vô số kiếp trước, có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, Ngài thọ mạng 400 vạn ức A Tăng Kỳ kiếp. Trong thời kỳ tượng pháp của Đức Phật đó, có một cô gái dòng Bà La Môn phúc đức sâu dày, được mọi người kính phục. Lúc đi đứng nằm ngồi thường có chư thiên theo hộ vệ, nhưng mẹ của cô lại tin theo tà đạo, thường khinh mạng Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Bây giờ cô dùng rất nhiều pháp môn để khuyên mẹ mình, cho bà sinh khởi chánh kiến, tin theo Phật Pháp. Nhưng người mẹ chưa hoàn toàn kính tin thì đã qua đời, thần hồn của bà đọa vào vô gián địa ngục. Bây giờ cô gái Bà La Môn biết mẹ mình khi còn sống không tin nhân quả, nên sau khi chết nhất định phải theo nghiệp mà đọa ác đạo. Vì muốn cứu mẹ, cô đã không tiếc của cải, đem bán tài sản để sắm lễ vật cúng dường, rồi liền đến chùa lễ bái Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương với tâm kính ngưỡng sâu sắc. Cô thầm nghĩ rằng: Danh hiệu của Phật là Bậc Đại Giác, trí tuệ viên mãn. Giả sử Đức Phật này còn tại thế, nếu ta đến thưa hỏi, nhất định Ngài sẽ biết mẹ của ta hiện giờ sinh về cõi nào. Nghĩ như vậy, cô thầm khóc rất lâu và tha thiết chiêm ngưỡng Đức Như Lai. Bỗng nhiên trong hư không truyền đến tiếng nói: Này thánh nữ, người không nên quá đau buồn, ta hiện sẽ nói chỗ thác sinh của mẹ ngươi. Bây giờ cô gái dòng Bà La Môn chắp tay hướng về hư không nói: Có phải Ngài là một vị thần đến an ủi ta chăng? Ta tưởng sau khi mất mẹ, Ngài đêm tưởng nhớ không biết đi đâu tìm, để biết mẹ ta hiện giáng sinh về nơi nào. Bây giờ từ hư không lại truyền đến âm thanh nói với thánh nữ rằng: Ta chính là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật, Đức Như Lai quá khứ mà ngươi từng chiêm ngưỡng lễ bái. Ta xem thấy ngươi tưởng nhớ mẹ ngươi hơn những người thường, cho nên ta đến chỉ cho ngươi biết chỗ thác sinh hiện tại của mẹ ngươi. Bây giờ cô gái Bà La Môn
nghe tiếng nói của Đức Phật ấy rồi, liền vui mừng hướng về hư không, bước đến phía trước, rồi choáng váng ngã quỵ. Thì nữ hai bên liền đỡ cô dậy. Rất lâu sau đó, cô mới tỉnh dậy. Lúc đó, cô lại hướng về hư không nói: Nguyện Phật Từ Mẫn, nói cho con biết, mẹ con hiện giờ ở đâu? Con không bao lâu cũng sẽ chết. Bây giờ, Đức Giác Hoa Định Tự Tại Dương nói với cô gái Bà La Môn rằng: Người sau khi cúng dường xong, sớm trở về nhà ngồi ngay ngắn, tư duy đến danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai. Làm như vậy, người có thể thấy được mẹ ngươi sinh ở chốn nào. Cô gái Bà La Môn sau khi trở về nhà, vì tưởng nhớ mẹ nên đã ngồi ngay ngắn niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai. Trải qua một ngày một đêm, bỗng nhiên cô cảm thấy mình đến bên bờ biển. Biển đó nước cuộn trào, lại có rất nhiều ác thú thân bằng sắt đang bay chạy trên biển. Lại nhìn thấy có trăm ngàn vạn người lặn hụp trong biển đó và đang bị ác quỷ tranh nhau giành ăn thịt. Cũng nhìn thấy rất nhiều dạ xoa hình dạng quái dị đang truy tìm tội nhân, hoặc có những dạ xoa tàn sát lẫn nhau. Những thảm trạng nhiều như vậy khiến người không dám nhìn lâu. Cô gái Bà La Môn nhân vì niệm danh hiệu Đức Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai nên tự nhiên không còn sợ hãi. Lúc đó có một vị tên là Vô Độc Quỷ Dương đến trước cô gái Bà La Môn nói: Lành thay, Bồ Tát do nhân duyên gì mà đến chốn này? Cô gái Bà La Môn hỏi Quỷ Dương: Thưa ngài, đây là chốn nào? Vô Độc Quỷ Dương đáp: Đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Di. Thánh nữ lại hỏi: Tôi nghe nói trong núi Thiết Di có địa ngục, điều đó có thật vậy không? Vô Độc đáp: Thật có địa ngục. Thánh nữ lại hỏi: Tôi bây giờ làm sao có thể đến được nơi ấy? Vô Độc đáp: Nếu không có sức oai thần hoặc không có nghiệp lực thì không thể vào chốn ấy được. Thánh nữ lại hỏi: Vì sao trong biển này nước cuồn cuộn lên như vậy? Lại vì sao có nhiều tội nhân và ác thú hung ác như vậy? Vô Độc đáp: Những người này đều bởi do tạo ác nghiệp trong cõi Diêm Phù Đề, nên sau khi chết trong vòng 49 ngày không có ai tạo công đức cứu khổ cho họ. Vả lại, lúc sinh tiền họ lại không tu trồng cội lành, nên sau khi chết phải chịu chiêu cảm những ác nghiệp như vậy. Khi đã vào địa ngục rồi, những chúng sinh ấy tất phải bơi qua biển khổ. Phía đông biển này trải 10 vạn do tuần, lại có một cái biển lớn. Cái khổ trong biển đó lại còn gấp bội biển này. Phía tây của biển lớn đó lại cũng có một cái biển lớn. Cái khổ trong biển này càng khổ hơn gấp bội phần. Đây đều do nơi 3 nghiệp ác mà chiêu cảm thành. Những nơi này đều chính là biển nghiệp vậy. Thánh nữ lại hỏi: Vậy thì cứu cánh của địa ngục là nơi nào? Vô Độc đáp: Chính là đại địa ngục ở tầng thứ 3 trong biển. Trong mỗi địa ngục lại có nhiều địa ngục nhỏ, địa ngục lớn, có 18 tầng. Kế đó là 500 tầng địa ngục nhỏ. Lại kế đó có 1000 tầng địa ngục nhỏ. Mỗi một địa ngục đều phải chịu vô lượng đau khổ. Thánh nữ lại hỏi: Mẹ tôi vì lúc sinh tiền theo tà kiến chê cười quỷ bán tam bảo, không biết sau khi chết thần hồn của bà phải thác sinh vào chốn nào? Vô Độc lại hỏi thánh nữ: Mẹ của ngài họ gì, vân vân? Thánh nữ đáp: Cha mẹ tôi đều thuộc dòng dõi Bà La Môn. Cha tôi tên là Thi La Thiện Kiến, mẹ tôi là Duyệt Đế Lợi. Vô Độc chắp tay trả lời: Xin thánh nữ hãy trở về, không phải buồn rầu nữa. Mẹ của thánh nữ đã sinh lên trời được 3 ngày rồi. Bởi nhờ người con hiếu thảo vì mẹ mình mà bố thí cúng dường chùa tháp của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai mà thoát được cảnh khổ địa ngục. Và cũng đồng thời trong ngày ấy,
những tội nhân trong địa ngục vô gián cũng được nương nhờ công đức này mà sẽ lên cõi trời hưởng phúc lạc. Vô Độc Quỷ Vương sau khi nói xong, cung kính chắp tay mà cáo từ. Cô gái Bà La Môn không bao lâu bèn tỉnh mộng. Sau khi hiểu rõ sự thật, cô bèn đến nơi trước tượng tháp của Đức Giác Hoa Định Từ Tại Vương Như Lai, lập đại thệ nguyện rằng: Nguyện con từ nay đến tận vị lai, vì tất cả những chúng sinh tạo tội chịu khổ, mà dùng các phương tiện rộng rãi để khiến họ được xa lìa đau khổ, được an lạc. Bây giờ Đức Phật lại bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: Lúc đó Vô Độc Quỷ Vương chính là tại thủ Bồ Tát ngày nay, và cô gái Bà La Môn hiếu thuận kia chính là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Phân Thân Tập Hội Phẩm Thứ Hai. Lúc bấy giờ, phần thân của Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới đều tập trung đến cung trời Đao Lợi. Nhờ sức uy thần của Đức Như Lai chiêu cảm đến các Bồ Tát ở vô số thế giới và vô số chúng sinh đã được giải thoát. Tất cả đều đem hương hoa đến cúng dường Đức Phật. Những chúng sinh này đều đã được Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa họ thành những vị bất thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ lâu xa đến đây, họ thường ở trong sáu đường sinh tử luân hồi. Hôm nay nhờ Địa Tạng Bồ Tát cứu độ nên mỗi vị đều đã chứng đắc các quả vị. Tất cả đều rất vui mừng đến cung trời Đao Lợi, cung kính chắp tay chiêm ngưỡng Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn đưa cánh tay sắt vàng và dùng sức uy thần của mình xoa đảnh khắp phân thân của Địa Tạng Bồ Tát mà nói rằng: Ta ở nơi đời ngũ trược ác thế giáo hóa những chúng sinh can cường, khiến họ bỏ ác hành thiện, bỏ tà về chánh. Nhưng trong 10 người vẫn còn có một hoặc hai người ác không sửa đổi. Dù vậy, ta cũng phân vô lượng hóa thân đến với các chúng sinh căn tánh không đồng, và dùng các phương tiện để cứu độ họ, để khiến họ xa rời khổ được vui. Hoặc giả hiện thân nam, thân nữ, hoặc hiện thân trời, rồng, quỷ thần, hoặc hiện núi rừng, sông hồ, suối giếng, đến làm lợi ích cứu độ họ, hoặc hiện thân Đế Thích, Phạm Dương, Chuyển Luân Dương, Cư Sĩ, Quốc Dương, Tể Phụ, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Chi, cho đến Thanh Văn, La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, vân vân, để hóa độ họ. Chứ chẳng phải chỉ dùng thân Phật mà hóa độ họ. Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát rằng: Ông xem, ta từ vô lượng kiếp đến nay siêng năng chịu khổ hóa độ những chúng sinh tội lỗi ngoan cố can cường, mà vẫn còn hóa độ chưa hết những chúng sinh đó. Nếu như có chúng sinh nào khi chịu khổ báo theo nghiệp mà đọa vào ác đạo, ông phải nhớ lấy, ta nay ở cung trời Đao Lợi này đã 3 lần phú chúc cho ông, vì muốn ông làm cho những chúng sinh trong cõi Ta Bà được giải thoát cho đến ngày Di Lạc Bồ Tát ra đời, làm cho những chúng sinh đó vĩnh viễn lìa tội khổ, thấy Phật, nghe Pháp và được Phật thọ ký. Bây giờ phần thân của Địa Tạng Bồ Tát trong các thế giới họp lại thành một thân, nước mắt tuôn trào, bạch với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con từ xưa đến nay mong được Phật dạy bảo, làm cho con được sức thần lực bất khả tư nghị và đại trí tuệ như vậy. Con hiện nay phân thân khắp vô lượng thế giới để hóa độ vô số chúng sinh, khiến họ quy y Tam Bảo, vĩnh viễn xa rời sinh tử. Giả sử như có chúng sinh ít tu điều lành, con cũng lần lần cứu độ họ, làm cho họ đạt được những điều lợi ích lớn. Nguyện xin Đức Thế Tôn
không nên vì những chúng sinh ác nghiệp đời sau mà quá lo âu. Địa Tạng Bồ Tát bạch với Đức Phật 3 lần như vậy. Bây giờ Phật khen ngợi Địa Tạng Bồ Tát rằng: lành thay Địa Tạng Bồ Tát, ông đã có thể thành tựu được thệ nguyện phát từ vô lượng kiếp lâu xa đến nay, quyết độ tận chúng sinh cho đến khi chứng đắc quả vị vô thượng Bồ Đề. Quán chúng sinh nghiệp duyên, phẩm thứ 3. Lúc bấy giờ, hoàng hậu Ma Gia cung kính chắp tay hỏi Địa Tạng Bồ Tát rằng: thưa thánh giả, những tội của chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề tạo ra không đồng như vậy, sẽ chịu các quả báo ra sao? Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: thưa thánh mẫu, trong ngàn vạn thế giới, có nơi có địa ngục, có nơi không có địa ngục, có nơi có người nữ, có nơi không có người nữ, có nơi có Phật Pháp, có nơi không có Phật Pháp. Vì vậy, tội báo của địa ngục cũng chẳng giống nhau. Hoàng hậu Ma Gia lại hỏi: thưa thánh giả, tôi muốn được nghe những chúng sinh tạo tội ở cõi Diêm Phù sẽ chiêu cảm về quả báo như thế nào? Địa Tạng Bồ Tát bạch với Phật Mẫu rằng: thưa thánh mẫu, những tội báo phải chịu ở cõi Nam Diêm Phù Đề là như vậy. Nếu có chúng sinh nào bất hiếu cho đến giết hại cha mẹ, thì phải đọa vào vô gián địa ngục, trải qua 100.000 ức kiếp, không cách nào ra khỏi địa ngục này. Nếu có chúng sinh nào làm thân Phật ra máu, hủy bán tam bảo, không cung kính Phật Pháp, cũng phải đọa vào vô gián địa ngục, trải qua 1.000.000 ức kiếp, vẫn không thể nào ra khỏi. Nếu có chúng sinh nào xâm phạm, làm tổn hoại tăng chúng, nơi thường trụ phá hoại tăng ni, khiến họ không giữ giới, hoặc tại tự diện tự ý hành dâm, hoặc sát hại sinh mạng, những kẻ ấy phải đọa vào vô gián địa ngục, không cách gì ra khỏi. Nếu có chúng sinh nào giả dạng làm sa môn, nhưng tâm chẳng tu hành trì giới, trộm đồ của thường trụ, lại dối gạt người, thân phá giới, cũng phải đọa vào vô gián địa ngục, không cách gì ra khỏi. Nếu có chúng sinh nào trộm cắp tài vật của thường trụ, như đồ ăn uống, quần áo, cho đến tất cả mà không được chủ nhân cho phép, những người này cũng phải đọa vào vô gián địa ngục, trải 1.000.000 ức kiếp, không cách gì ra khỏi. Địa Tạng Bồ Tát lại nói với Phật Mẫu rằng: nếu có chúng sinh tạo 5 loại tội như trên, tất phải đọa vào vô gián địa ngục. Dù muốn cầu tạm dừng đau khổ chỉ trong một niệm cũng không thể được. Hoàng hậu Ma Gia lại hỏi Địa Tạng Bồ Tát rằng: thưa thánh giả, vì sao gọi là vô gián địa ngục? Địa Tạng Bồ Tát bạch rằng: thưa thánh mẫu, địa ngục này nằm trong núi Đại Thiết Di. Trong núi đó có 18 địa ngục lớn, lại có 500 tầng địa ngục. Ngoài ra lại có 100.000 địa ngục như vậy. Những địa ngục này tên gọi cũng không đồng. Nói đến vô gián địa ngục thì chu vi của thành ngục này hơn 8 vạn dặm, cao 1 vạn dặm, đều dùng toàn sắt mà tạo thành. Trên thành là lửa cháy hừng hực. Trong thành ngục, mỗi địa ngục đều liên tiếp với nhau, tên gọi của các địa ngục cũng không đồng. Trong đó chỉ có một nơi gọi là vô gián địa ngục. Địa ngục vô gián này chu vi là 1.800.000 dặm, tường cao 1.000 dặm, dùng toàn sắt mà tạo thành. Dưới thành có lửa thiêu cháy đến trên thành. Trên tường của ngục lại có rắn sắt, chó sắt, miệng phun ra lửa lớn, truy tìm tội nhân, khiến cho tội nhân không cách nào trốn khỏi. Lại ở trong địa ngục còn có những chiếc giường lớn vạn dặm. Nếu một người thọ tội, có thể nhìn thấy thân thể mình nằm đầy chật cả giường. Nếu 1.000.000 người thọ tội cũng đều tự thấy thân mình nằm chật cả trên giường. Đó chính là những quả báo do chúng sinh tạo nghiệp trên trần thế
mà chiêu cảm ra quả báo như vậy. Lại có nhiều tội nhân sắp thọ khổ, có hàng trăm các quỷ dạ xoa, răng như lưỡi kiếm, mắt sáng như tia chớp, móng tay như đồng, móc ruột tội nhân. Lại có dạ xoa tay cầm chĩa sắt lớn đâm vào người tội, hoặc đâm trúng mũi hoặc bụng, rồi lại dùng chĩa sắt ném tội nhân lên không trung, sau đó dùng chĩa sắt lôi tội nhân kéo lên giường sắt, rồi cho diều hâu bằng sắt bay đến bổ vào mắt người tội. Lại có rắn sắt xiết cổ tội nhân, tay chân gân cốt của tội nhân đều bị lấy đinh đóng xuống giường, lưỡi bị kéo ra và bị cày bừa lên, có người bị móc ruột, có người bị đổ nước đồng sôi vào miệng, có người lại bị dùng dây sắt nóng đỏ quấn vào thân mình, làm cho tội nhân đau cho đến chết, chết rồi lại sống trở lại, cứ như vậy sống chết ngàn vạn lần, liên tục bị hành hình. Những tội nhân này do vì tội báo đã tạo trên trần thế mà phải chịu khổ báo như vậy. Những tội nhân này tuy trải qua ngàn vạn ức kiếp chịu khổ, nhưng không thể nào ra khỏi địa ngục. Chỉ khi thế giới này hư hoại mới lại tiếp tục phát sanh vào thế giới khác và tiếp tục thọ khổ, cứ như vậy mà tiếp tục luân chuyển. Đây chính là những tội báo trong địa ngục vô gián. Tại bởi vì năm thứ nghiệp mà chiêu cảm, cho nên gọi là vô gián. Năm thứ vô gián là: một là ngày đêm đều phải thọ tội báo mà không có một khắc ngừng nghỉ; hai là khi một người chịu tội hoặc đồng lúc với ngàn vạn người, thân thể người thọ tội báo đều nằm chật cả giường; ba là những khí cụ dùng để hành hình đều rất đầy đủ, như cây chĩa đâm, gậy đánh, diều hâu cắn, rắn, chó sói, đều làm bằng sắt, vân vân. Lại có nơi dùng cưa, cưa tội nhân và bỏ vào cối, nghiền nát như thóc gạo. Lại có nơi móc tim gan phủ tạng của tội nhân. Lại có nơi dùng rìu lớn, bữa vào đầu, rồi đem liệng tội nhân vào nồi sắt, nung nấu, hoặc dùng lưới sắt, thiêu đốt tội nhân. Lại có nơi dùng ngựa sắt dẫm đạp lên người tội nhân. Lại có nơi dùng nước đồng sôi rưới lên thân thể tội nhân, hoặc lúc tội nhân đói khát cho nuốt những viên sắt nóng, hay cho uống nước sắt nóng. Những đau khổ như vậy không ngày nào gián đoạn cả. Bốn là không phân biệt nam nữ, già trẻ, giàu nghèo, hoặc trời rồng, quỷ thần, chân dân. Nếu có trải qua sinh tử vạn lần liên tục không gián đoạn, muốn ngừng nghỉ cũng không thể được, trừ khi nghiệp báo đã thọ hết mới có thể đi đầu thai. Vô gián địa ngục đại khái là như vậy. Nếu như muốn nói rõ ràng đầy đủ tất cả những việc trong địa ngục, thì dù cho thời gian một kiếp nói cũng không hết. Hoàng hậu Pa Gia nghe Địa Tạng Bồ Tát nói xong, lòng lo buồn tự nghĩ mình không thể cứu những tội nhân thọ khổ ấy, bèn chắp tay đảnh lễ mà lui ra. Nghiệp cảm của chúng sinh trong cõi Diêm Phù, phẩm thứ tư. Bây giờ Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con nương nhờ sức uy thần của Đức Như Lai nên mới có thể phân thân đến trăm ngàn vạn ức thế giới để cứu độ tất cả chúng sinh đang thọ nghiệp khổ. Nếu không có sức uy thần của Như Lai, con cũng không thể phân thân biến hóa được như vậy. Con hôm nay dâng lời phú chúc của Phật cho đến ngày Đức Di Lặc Bồ Tát ra đời ở tương lai, nguyện làm cho những chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi được độ thoát, khiến họ thoát ly khổ. Bạch Đức Thế Tôn, con nhất định phụng hành ý nguyện của Thế Tôn, nguyện xin Đức Thế Tôn chớ có lo âu. Đức Thế Tôn bảo Địa Tạng Bồ Tát rằng: tất cả những chúng sinh chưa được giải thoát
tâm tánh không định nên đều tùy theo cảnh duyên mà tạo nghiệp. Do đó, cứ ở trong sáu đường sinh tử luân hồi mà không có lúc nào ngừng nghỉ cả. Họ phải trải qua vô số kiếp lâu xa, mê mờ ám chướng, giống như cá bơi trong lưới mà ngỡ là bơi trong nước, hoặc vừa thoát ra khỏi lưới lại mắc vào lưới trở lại, không có cách nào ra khỏi được. Những chúng sinh can cường khó hóa độ này còn là điều lo lắng của ta. Nhưng thệ nguyện từ lâu xa đến nay của ông là muốn độ thoát những chúng sinh ấy, thời ta không còn lo gì nữa. Khi Đức Phật nói những lời ấy xong, trong hội có một vị Đại Bồ Tát tên Định Tự Tại Chương bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nguyện muốn được nghe về Địa Tạng Bồ Tát trong nhiều kiếp đến nay phát thệ nguyện gì mà Đức Thế Tôn đã ba lần khen ngợi giữa chúng hội như vậy. Quý mong Đức Thế Tôn lược nói về công hạnh của Địa Tạng Bồ Tát. Bây giờ Đức Phật bảo Định Tự Tại Dương Bồ Tát rằng: Các ông hãy chú ý lắng nghe, khéo suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt giải nói. Về thuở quá khứ vô lượng kiếp lâu xa về trước, bây giờ có một Đức Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Ngài sống lâu sáu vạn kiếp. Lúc chưa xuất gia, Ngài từng làm quốc vương của một nước nhỏ. Vị quốc vương này và quốc vương lân cận là hai người bạn thân. Hai người cùng tu mười tịnh hạnh, làm lợi ích cho chúng sinh đương thời. Vì nhân dân của các vị quốc vương này thường tạo nghiệp ác, nên hai vị quốc vương này bàn cách với nhau, bày phương tiện làm cho chúng sinh bỏ ác hành thiện. Một vị quốc vương phát thệ nguyện rằng: Nguyện tôi sớm được thành Phật để độ thoát những chúng sinh tạo ác kia, khiến họ có thể thành Phật đạo không sót một người. Vị kia lại phát nguyện rằng: Nguyện nếu tôi không độ tận những chúng sinh đang chịu khổ và làm cho họ đều được an lạc thành Phật trước tôi, thì tôi nguyện không thành Phật. Phật bảo Định Tự Tại Dương Bồ Tát rằng: Bây giờ vị quốc vương phát nguyện sớm thành Phật, nay chính là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Còn vị quốc vương kia phát nguyện: Nếu không khóa độ hết chúng sinh tội khổ thành Phật trước, thì quyết không thành Phật, nay chính là Địa Tạng Bồ Tát. Lại về thuở quá khứ vô lượng kiếp lâu xa, có một vị Phật ra đời hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Ngài sống lâu 40 kiếp. Vào thời tượng pháp của Đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai, có một vị La Hán. Hàng ngày thường thọ lãnh cúng dường, Ngài là nơi để chúng sinh dung trồng cội phúc. Vào một ngày nọ, Ngài thọ lãnh cúng dường của một cô gái tên là Quan Mục. Sau đó, vị La Hán bèn hỏi Quan Mục rằng: Ngươi có mong cầu điều chi không? Quan Mục đáp: Thưa Ngài, ngày mẹ con chết, con liền thiết trai cúng dường vì mẹ con mà tu phúc để cứu khổ bà. Nhưng không biết mẹ con hiện giờ thác sinh ở chốn nào? Vị La Hán rất cảm thương cho Quan Mục. Ngài liền nhập định quán sát, thấy mẹ của cô đang đọa trong ác đạo, chịu tội báo vô cùng đau khổ. La Hán hỏi Quan Mục rằng: Mẹ ngươi lúc sinh tiền thường làm những việc gì mà nay phải đọa vào ác đạo, thọ khổ báo như vậy? Quan Mục đáp rằng: Mẹ con lúc sinh tiền thường ăn thịt loài cá trạnh, ăn nhiều nhất là cá, chiên nấu, tha hồ ăn cho thỏa mãn. Xin tôn giả Từ Mẫn cứu độ cho mẹ con. Vị La Hán nghe xong, bèn nghĩ ra một cách, rồi nói với Quan Mục rằng: Người có thể chí thành niệm danh hiệu của Đức Liên Hoa Mục Như Lai và tu vẽ hình tượng của Đức Phật ấy, thì có thể khiến cho kẻ sống lẫn người chết đều được hưởng quả báo lành. Quan Mục vừa nghe xong, lập tức đem bán hết tất cả đồ dùng mà mình ưa thích, rồi nhờ người tu vẽ hình tượng Phật, hết lòng cung kính cúng dường, lại dùng tâm rất cung kính lễ bái trước tượng Phật. Đêm đó,
bỗng nhiên quang mục, mộng thấy thân tướng của Đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai chiếu ra ánh sáng chói ngời. Thân của Ngài cao lớn như núi Tu Di, lại phóng ra các ánh sáng lớn mà nói với quang mục rằng: Mẹ ngươi không lâu sẽ thác sanh vào nhà của ngươi, khi vừa biết đói lạnh thì cũng biết nói. Sau đó, trong nhà quan mục có người tớ gái hạ sinh được một bé trai, chưa được 3 ngày đã biết nói. Đứa trẻ này cúi đầu buồn khóc trước quan mục mà nói rằng: Ta chính là mẹ của ngươi đã chết. Những quả báo và nghiệp duyên trong sinh tử đều do mọi người tự tạo nên và phải tự chịu lấy. Từ khi từ biệt cõi trần thế đến nay, ta luôn phải sống trong địa ngục, u ám, khổ sở. Nhưng nhờ công đức niệm Phật của ngươi mà ta mới có thể thác sinh làm người. Nhưng phải sinh trong dòng Hà Tiện. Song mạng căn của ta rất ngắn, chỉ có thể sống đến 13 tuổi. Sau khi chết, lại phải đọa vào ác đạo chịu khổ. Ngươi có cách gì có thể giải thoát tội nghiệp để khiến cho ta thoát khổ không? Quan mục sau khi nghe đứa con của người tớ gái nói xong, liền biết đó là mẹ của mình, bèn hướng về phía đứa trẻ khóc nói rằng: Người chính là mẹ của ta, thời phải tự biết tội của mình đã gây tạo những nghiệp gì mà phải đọa vào địa ngục. Đứa trẻ đáp: Ta chỉ vì phạm 2 nghiệp, một là giết hại, hai là quỷ bán, mà thọ quả khổ này. Nếu không có ngươi hiếu thuận vì ta mà tu phúc để cứu độ cho ta, thì nghiệp nặng của ta đến bao giờ mới có thể giải thoát được? Quan mục lại hỏi: Những tội báo trong địa ngục như thế nào? Đứa trẻ đáp: Dù trải qua 1000000 năm nói cũng không thể hết, ta không thể kể hết cho ngươi nghe được. Quan mục nghe xong liền hướng về hư không khóc lóc nói: Nguyện cho thân mẫu của tôi vĩnh viễn xa lìa địa ngục, sau khi sống đến 13 tuổi thì không còn trọng tội và không còn đọa vào địa ngục nữa. Xin mười phương chư Phật từ bi thương xót con, nghe con vì mẫu thân mà phát thệ nguyện rộng lớn. Nguyện rằng nếu mẹ con vĩnh viễn thoát ly 3 ác đạo và kiếp Hà Tiện, vĩnh viễn không còn thọ lại thân nữ nữa, thì con từ nay cho đến 1000000 vạn ức kiếp về sau, trong những thế giới nào có chúng sinh thọ khổ ở 3 đường ác, thì con nguyện làm cho họ được thành Phật, rồi sau đó con mới thành Phật. Quan mục sau khi phát lời thệ xong, lập tức nghe được tiếng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai nói với cô rằng: Lành thay lòng đại từ bi của ngươi, ngươi có thể vì mẹ mà phát lời thệ nguyện như vậy. Mẹ của ngươi sau 13 tuổi sẽ bỏ báo thân, rồi sẽ sinh vào cõi nước vô ưu, thọ mạng sống lâu không thể tính kể, và sau này sẽ thành Phật, rộng độ vô lượng chúng sinh. Phật bảo Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng: Vị La Hán phúc lành độ quan một thời ấy chính là Bồ Tát Vô Tận Ý. Còn mẹ của quan mục hôm nay chính là Giải Thoát Bồ Tát, và quan mục chính là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp quá khứ lâu xa đến nay đã phát vô lượng đại nguyện từ bi như vậy, nguyện vì độ khắp tất cả chúng sinh ở đời vị lai. Nếu có người không hành thiện mà chỉ tạo ác, dẫn đến không tin nhân quả, tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, quỷ bán kinh điển Đại Thừa, những chúng sinh tội nghiệp như thế, sau khi chết, tất phải đọa vào 3 đường ác. Nhưng nếu gặp được thiện tri thức khuyên bảo chỉ dạy, giả sử chỉ trong một sát na phát tâm cung kính quy y với Địa Tạng Bồ Tát, thì những chúng sinh có tội nghiệp này
liền có thể thoát khỏi khổ báo trong ba ác đạo. Nếu có thể cung kính lễ bái, tán thán, dùng hương hoa thực phẩm hoặc vô số bảo đem cúng dường cho Địa Tạng Bồ Tát, thì người đó ở đời vị lai trong trăm ngàn muôn ức kiếp thường sanh lên trời hưởng sự vui thù thắng di diệu. Nếu hưởng hết phúc ở cõi trời rồi lại sinh vào chốn nhân gian, vẫn còn có thể trong trăm ngàn kiếp thường làm đế vương và nhớ được rõ ràng nhân quả đời trước của mình. Này Định Tự Tại Vương, Địa Tạng Bồ Tát có sức uy thần rộng lớn, lợi ích chúng sinh không thể nghĩ bàn như vậy. Các ông, các bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, phải tuyên dương và truyền bá rộng rãi kinh này. Định Tự Tại Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chớ lo, chúng con đều có thể nương sức uy thần của Phật mà nói kinh này trong cõi Diêm Phù Đề, làm lợi ích chúng sinh. Định Tự Tại Vương Bồ Tát sau khi nói xong, bèn cung kính chắp tay đảnh lễ Phật mà lui ra. Bây giờ bốn vị đại thiên vương từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính bạch với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa đến nay phát đầy thệ nguyện như vậy, mà vì sao cho đến ngày nay hóa độ vẫn không hết chúng sanh, lại còn phải phát nguyện rộng lớn nữa? Xin Đức Thế Tôn vì chúng con mà giải nói. Phật dạy Tứ Thiên Vương: Lệnh thay, vì sự lợi ích của các ông và những chúng sinh đời sau, ta sẽ giải nói vô số phương tiện của Địa Tạng Bồ Tát để cứu khổ chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề này. Phật bảo bốn vị đại thiên vương rằng: Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa đến nay đã độ thoát những chúng sinh tội lỗi thọ khổ như vậy, nhưng vẫn chưa hoàn tất đại nguyện đã phát của mình. Đây chính vì lòng từ bi của Ngài đối với những chúng sinh đau khổ trong thế giới này. Vì đại sĩ ấy, vì thương những chúng sinh thọ khổ không những đời này mà còn quan sát vô lượng kiếp về sau, chúng sinh cứ mãi gây tạo nghiệp khổ không ngừng, cho nên mới phát nguyện trọng đại như vậy. Vì thế, Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi Ta Bà này phải dùng trăm ngàn vạn ức phương tiện để hóa hiện tùy cơ, giáo hóa chúng sanh. Nếu gặp kẻ sát hại, Địa Tạng Bồ Tát sẽ dạy họ: Ngươi không nên sát sinh, vì nếu sát sinh thì đời sau phải chịu bị chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ: Ngươi không nên trộm cắp, vì nếu trộm cắp thì đời sau phải chịu bần cùng khốn khổ. Nếu gặp kẻ tà dâm, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng: Ngươi không nên tà dâm, nếu đời này tà dâm, đời sau phải sinh làm chim sẻ, bồ câu hoặc uyên ương. Nếu gặp kẻ ác khẩu, chửi rủa mắng người, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng: Nếu đời này hay sân hận, ác khẩu, chửi rủa người, thì đời sau bị quyến thuộc mình kình chống. Nếu gặp kẻ thích hủy bán người, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng: Nếu đời này hủy bán người, thì đời sau sinh ra bị câm ngọng. Nếu gặp kẻ hay sân hận, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng: Nếu đời này sân hận, đời sau sẽ bị thân hình xấu xí, tật nguyền. Nếu gặp kẻ bỏng sẻn, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng: Nếu đời này bỏng sẻn, đời sau cầu chi đều không được toại nguyện. Nếu gặp kẻ ăn uống không tiết chế, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng: Nếu đời này ăn uống không tiết chế, thì đời sau chịu đói khát, bị bệnh yết hầu. Nếu gặp kẻ thích săn bắn, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng: Nếu đời này hay săn bắn, thì đời sau sẽ bị quả báo sợ hãi điên cuồng. Nếu gặp kẻ bất hiếu với cha mẹ, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng: Nếu đời này bất hiếu với cha mẹ, thì đời sau sẽ bị quả báo trời tru đất diệt, hỏa hoạn thiên tai. Nếu gặp kẻ phá hoại núi rừng, Địa Tạng Bồ Tát dạy người ấy: Nếu đời này phá hoại núi rừng,
đời sau mắc quả báo điên cuồng tự sát. Nếu gặp cha mẹ ghẻ đối xử độc ác với con cái, Địa Tạng Bồ Tát dạy, nếu đời này đối xử độc ác với người, đời sau sanh lại bị quả báo roi giọt. Nếu gặp kẻ dùng lưới dây bắt chim cá, Địa Tạng Bồ Tát dạy, nếu đời này dây bắt chim cá thì đời sau mắc quả báo cốt nhục phải phân ly. Nếu gặp kẻ hủy bán tam bảo, Địa Tạng Bồ Tát dạy, nếu đời này hủy bán tam bảo, đời sau phải bị đuôi điếc câm ngậm. Nếu gặp kẻ khinh mạng Phật Pháp, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng, nếu khinh mạng Phật Pháp, đời sau vĩnh viễn bị đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu gặp kẻ phá hoại tài sản của chùa, Địa Tạng Bồ Tát dạy, nếu làm như vậy thì đời sau tất thọ khổ vô lượng kiếp trong địa ngục. Nếu gặp kẻ vu khống, hủy nhục người xuất gia, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng, nếu làm như vậy, đời sau phải thọ quả báo làm súc sanh. Nếu gặp kẻ dùng lửa nung nấu hoặc dùng dao gậy làm tổn thương đến chúng sinh thì phải thọ quả báo giống như đã làm. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng, đời sau phải thọ làm cầm thú đói khát. Nếu gặp kẻ phung phí phá hoại của cải một cách phi lý, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ, đời sau bị quả báo nghèo khổ, cầu chi cũng không được. Nếu gặp kẻ cống cao ngã mạn, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ, đời sau sẽ bị quả báo làm kẻ hạ tiện, bị người sai khiến. Nếu gặp kẻ nói chuyện thị phi, ghi ly gián, ngày dạy, đời sau sẽ bị không lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến về những điều bất chính, Địa Tạng Bồ Tát cho biết rằng, đời sau họ phải thọ quả báo, sinh vào chốn hẻo lánh. Những nghiệp ác mà chúng sinh đã tạo và phải thọ báo trong cõi Diêm Phù Đề đã lược nói trên, do sự chiêu cảm về nghiệp báo của các chúng sinh này không đồng mà Địa Tạng Bồ Tát đã dùng các phương tiện để giáo hóa họ. Đây là những quả báo do chúng sinh tạo nghiệp phải thọ, sau khi thọ xong lại tiếp tục đọa vào địa ngục, trải qua vô lượng kiếp sau mà vẫn không cách gì thoát khỏi. Do đó, các ông phải cố gắng bảo hộ chúng sinh và quốc độ, không nên để cho chúng sinh bị tội và nghiệp làm mê hoặc mà tiếp tục tạo ác nghiệp. Bốn vị thiên dương nghe Đức Phật dặn dò xong đều than thở rơi lệ, cung kính chắp tay mà lui ra. Danh hiệu của địa ngục, phẩm thứ năm. Bây giờ Phổ Hiện Đại Bồ Tát nói với Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, xin ngài vì trời đồng và bốn đại thiên dương cùng tất cả chúng sinh trong hiện tại và vị lai mà chuyện nói về tội khổ trong cõi Nam Diêm Phù Đề này, nơi chịu khổ báo và tên gọi của các địa ngục, cho đến những việc tạo ác và thọ báo, để khiến chúng sinh chưa nghe biết Phật Pháp đời vị lai, biết được những quả báo như vậy mà khuyên ngăn họ. Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Tôi nay nương sức oai thần của Phật và lực của đại sĩ mà được nói về danh hiệu của địa ngục cùng những tội báo và ác báo. Thưa nhân giả, ở phương đông cõi Nam Diêm Phù Đề có một tòa núi tên là Thiết Di. Núi này tối tăm, không có ánh sáng. Trong núi có một địa ngục lớn tên gọi là Cực Vô Gián, lại có một tầng đại địa ngục gọi là Đại A Tỳ. Trong Đại A Tỳ ngục
bốn góc lại có địa ngục tên là Tứ Giác, địa ngục Giao Bay, địa ngục Tên Lửa, địa ngục Núi Ép, địa ngục Phóng Đâm, địa ngục Xe Sắt, địa ngục Giường Sắt, địa ngục Trâu Sắt, địa ngục Áo Sắt, địa ngục Nghìn Mũi Nhọn, địa ngục Lừa Sắt, địa ngục Nước Đồng Sôi, địa ngục Ôm Cột Đồng, địa ngục Lửa Vàng, địa ngục Cày Lưỡi, địa ngục Chém Đầu, địa ngục Đốt Chân, địa ngục Móc Mắt, địa ngục Hoàng Sắt, địa ngục Cải Cọ, địa ngục Nhiều Giận, vân vân. Thưa nhân giả, trong núi Thiết Di có vô số địa ngục như vậy, lại có địa ngục Kiêu La, địa ngục Kéo Lưỡi, địa ngục Phận Tiểu, địa ngục Khóa Đồng, địa ngục Voi Lửa, địa ngục Chó Lửa, địa ngục Ngựa Lửa, địa ngục Trâu Lửa, địa ngục Núi Lửa, địa ngục Đá Lửa, địa ngục Giường Lửa, địa ngục Rắn Lửa, địa ngục Diều Hâu Lửa, địa ngục Cưa Răng, địa ngục Lột Da, địa ngục Uống Máu, địa ngục Đốt Tay, địa ngục Đâm Ngược, địa ngục Nhà Lửa, địa ngục Sói Lửa, vân vân. Vô số địa ngục như vậy, trong những địa ngục này đều cho những chúng sinh tạo ác nghiệp trong cõi Diêm Phù Đề mà chiêu cảm thành quả báo đó. Những tội nghiệp như vậy cao hơn cả núi Tu Di, sâu hơn biển cả, có thể làm chướng ngăn thánh đạo. Cho nên chúng sinh không nên xem nhẹ điều ác nhỏ cho là không có tội. Tội dù nhỏ đến mảy may cũng phải gánh chịu. Dù có gặp người chí thân như cha mẹ, con cái đang thọ báo, cũng không thể thọ khổ thế cho nhau được. Tụi này nương nhờ sức uy thần của Đức Phật mà lược đói về những tội báo của địa ngục. Phổ Hiền Bồ Tát đáp: Thưa nhân giả, đã từ lâu tôi biết về khổ báo trong ba ác đạo, nhưng tôi muốn nhân giả nói để chúng sinh đời bạc pháp tạo ác nghiệp có thể phát tâm quy y Tam Bảo mà trừ được khổ báo trong ba ác đạo. Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, những tội báo trong địa ngục là như vậy. Hoặc có địa ngục kéo lưỡi tội nhân rồi cho trâu cày, hoặc có địa ngục móc tim tội nhân rồi đem cho quỷ dạ xoa ăn, hoặc có địa ngục dùng nồi lớn nấu đầy nước sôi nấu thân tội nhân, hoặc đốt cột đồng rồi cho tội nhân ôm lấy, hoặc dùng lửa thiêu cháy tội nhân, hoặc ướp tội nhân trong băng giá, hoặc đổ nước tiểu hôi thối lên đầu tội nhân, hoặc cho trùng sắt cắn tội nhân, hoặc dùng rắn sắt quấn tội nhân rồi cắn chết, hoặc cho tội nhân cởi lên lừa sắt lửa cháy hừng hực. Thưa nhân giả, những tội báo như thế trong mỗi địa ngục đều do trăm ngàn thứ khí cụ để hành hình tội nhân, như là các khí cụ bằng đồng, sắt, đá. Những khí cụ này do chiêu cảm bởi nghiệp ác của chúng sinh mà tạo ra như vậy. Giả sử muốn nói rõ về các hình phạt trong địa ngục này, thì một địa ngục có vô số khổ sở, huống là nhiều địa ngục, thì số lượng khổ sở ấy không thể nói hết được. Nay tôi thừa sức uy thần của Phật, vì nhân giả hỏi mà lược thuật những điều trên, nếu nói rõ thì cùng kiếp nói không hết. Như Lai Tán Thán, phẩm thứ 6. Lúc bấy giờ, khắp toàn thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng, chiếu đến khắp trăm ngàn vạn ức vô lượng thế giới chư Phật, và phát ra âm thanh lớn đến thế giới chư Phật, Bồ Tát, trời, rồng, quỷ thần, người và phi nhân, vân vân, mà nói rằng: Các người hãy lắng nghe, ta hôm nay xưng dương tán thán Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới, hiện sức uy thần đại từ bi, bất khả tư nghị, mà cứu độ tất cả chúng sinh. Sau khi ta diệt độ, các ông, các đại Bồ Tát và trời rồng, quỷ thần, vân vân, phải giữ gìn kinh Địa Tạng Bồ Tát này để khiến cho tất cả chúng sinh đều chứng được Niết Bàn an vui.
Bây giờ, trong chúng hội, có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng. Trước Phật, chắp tay cung kính bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay trong hội này, con nhìn thấy Thế Tôn khen ngợi sức uy thần bất khả tư nghị của Địa Tạng Bồ Tát. Vậy cứ xin Đức Thế Tôn, vì các chúng sinh thời mạt Pháp, đời vị lai, mà tuyên thuyết về lợi ích nhân quả của trời người, để khiến cho trời rồng, quỷ thần và chúng sinh đời sau đều đảnh lễ phụng trì lời Phật dạy. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo Phổ Quảng Bồ Tát rằng: Ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông lượt nói về sự lợi ích của phúc báo nhân thiên. Trong đời vị lai, nếu có người nghe đến danh từ của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc có người cung kính chắp tay, tán thán, lễ bái, luyến mộ, người đó có thể vượt qua 30 kiếp tội nghiệp. Nếu có người tô vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc dùng đất đá, nhựa sơn, hoặc dùng vàng bạc, đồng thiết tạo nên hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, rồi chiêm ngưỡng lễ bái, người ấy sẽ có thể được 100 lần vãng sinh về cõi trời thứ 33 và vĩnh viễn không bao giờ đọa vào ác đạo. Giả sử có hưởng hết phúc trời thì lại sinh lại làm người, được làm quốc vương mà không mất đi lợi ích lớn lao như vậy. Nếu có người nữ nhàm chán thân nữ, thành tâm cúng dường tượng vẽ, tượng đất, đá, đồng, vân vân, mỗi ngày kiền thành không thối tâm, thường dùng hương hoa, thức ăn, đồ uống, y phục, phan phướng, vân vân, những thứ trang nghiêm đem cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, nhờ công đức tích lũy cúng dường Địa Tạng Bồ Tát này, trừ phi người ấy vì phát nguyện muốn thọ lại thân nữ để độ thoát chúng sinh, thì người nữ ấy sau khi xả bỏ báo thân trải trăm ngàn vạn kiếp, không còn thọ sinh lại vào thế giới thân nữ, hà huống là thọ thân nữ. Này Phổ Quảng, nếu có người nữ chán ghét thân hình xấu xí của mình, lại thân ấy nhiều bệnh hoạn, nếu có thể trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát thành tâm chiêm ngưỡng lễ bái, thì trong ngàn vạn kiếp thường được sinh ra có thân hình tướng mạo đoan chánh. Người nữ này nếu không nhàm chán thân nữ, thì có thể trong trăm ngàn vạn ức kiếp thường sinh làm dương nữ, dương phi, hoặc làm con gái của tể tướng, đại trưởng giả, được tướng mạo viên mãn. Đây đều cho nhờ sự chiêm ngưỡng hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà được phúc báo này. Này Phổ Quảng, nếu có người có thể nơi trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát dùng các thứ kỹ nhạc ca ngợi tán thán, lại dùng hương hoa cúng dường, thậm chí khuyên bảo kẻ khác kính tinh lễ bái cúng dường, người này trong hiện thế và vị lai thường được trăm ngàn quỷ thần đem theo hộ vệ. Ngay đến việc ác mà họ còn không nghe đến tai, huống là đích thân phải thọ đại họa. Này Phổ Quảng, trong đời vị lai, nếu có kẻ ác hoặc ác thần, ác quỷ, thấy có người thiện nam, kẻ thiện nữ, cung kính cúng dường, chiêm ngưỡng, lễ bái hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, những người ác hoặc quỷ thần này, nếu sinh khởi tâm chê cười, hủy báng rằng, đây là việc chẳng có công đức, lợi ích, hoặc khuyên người khác cùng chê bai hủy báng, bất luận là một người hoặc nhiều người đồng hủy báng chê cười, thậm chí một niệm cười hủy báng, những người như trên trải qua trong hiền kiếp 1000 đức Phật xuất thế và các ngài tuy đã diệt độ rồi, nhưng tội báo hủy báng của người ấy vẫn phải đọa vào chốn khổ cực trọng trong địa ngục A Tỳ. Sau khi thọ khổ trong địa ngục xong, lại thọ báo làm ngạ quỷ, trải 1000 kiếp sau lại phải thọ báo làm súc sinh, trải 1000 kiếp sau nữa mới được sinh lại làm người, mà phải chịu sinh vào chúng bần cùng hạ tiện, đồng thời
các căn không đầy đủ, thường bị ác nghiệp trói buộc tâm người ấy, và cứ như thế đọa vào ác đạo không ngừng. Này Phổ Quản, phỉ báng người khác cúng dường, tội báo còn chưa dậy, hà huống là sinh tâm ác kiến, hủy diệt Phật Pháp. Này Phổ Quản, nếu ở đời vị lai, có người bị bệnh đã lâu, cầu sống không được, cầu chết cũng không được, hoặc giả đêm đến thường mộng thấy các ác quỷ, hoặc người thân đã chết, hoặc thường thấy cùng với quỷ thần dạo chơi trên con đường nguy hiểm, kêu gọi không tỉnh. Cứ như thế trải qua nhiều năm như vậy, rồi lần biến thành bệnh tật, dẫn đến ngay trong giấc ngủ thường kêu khổ thê thảm không yên. Đây đều do người bệnh xưa đã tạo ra nhiều nghiệp ác mà chiêu cảm nên những oan hồn quả báo như vậy. Lại vì nghiệp báo nặng hay nhẹ còn chưa phán định mà không thể tức khắc thọ báo, vì vậy người bệnh không thể chết ngay, hoặc bệnh khổ trói buộc thân họ làm đau khổ thân xác mà không thể giải thoát được. Những điều như trên còn là phàm phu thì không thể dùng bát thường phân tích biện luận mà hiểu được. Nếu có người lâm trọng bệnh, nên đối trước tượng Phật và Bồ Tát lớn tiếng niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát trong một biến, hoặc đem đồ của người bệnh như y phục, trân bảo, giường, nhà, vân vân trước người bệnh lớn tiếng nói rằng: tôi tên vì người bệnh này trước kinh tượng đem những vật sở hữu của người bệnh này mà bán đi, sau đó cúng dường kinh tượng hoặc tạo tượng của Địa Tạng Bồ Tát, tu sửa chùa tháp, đốt đèn dầu cúng dường thường trụ vân vân trước mặt người bệnh nói 3 lần như vậy, khiến người bệnh nghe được rõ ràng. Giả sử thần thức của người bệnh phân tán hoặc đã chết trong vòng 7 ngày, thì thân quyến của người chết vì họ mà lớn tiếng nói lên những lời trên, hoặc tụng kinh điển cho người bệnh đó. Giả sử người bệnh sau khi chết túc nghiệp nặng từ đời trước đến ngũ vô gián tội, đều có thể vĩnh viễn được giải thoát. Người ấy sinh ra đều biết được đời trước của mình, huống là tự mình biên chép kinh Địa Tạng Bồ Tát, hoặc dạy người viết, hoặc tự tô vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, nhận đến dạy người tô vẽ, thì người ấy sẽ được phúc báo lợi ích rất lớn. Do đó, này Phổ Quản, nếu thấy có người đọc tụng dẫn đến chỉ một niềm tán thán cung kính đối với kinh này, ông phải khuyên bảo họ tinh tấn, không nên thối tâm. Làm như vậy mới có thể khiến cho họ trong hiện tại và vị lai được hưởng công đức không thể tính kể. Lại này Phổ Quản, nếu có chúng sinh đời vị lai trong giấc ngủ thường mộng thấy quỷ thần và hình tượng của quỷ thần, hoặc tiếng kêu thảm não buồn thương đầy lo sợ, đó đều là do cha mẹ, anh em, vợ chồng quyến thuộc của họ trong hiện đời hoặc nhiều đời thọ khổ trong ác đạo mà chưa được thoát ly, không được người có phúc đức cứu khổ. Này Phổ Quản, ông nên khuyên họ tu phúc tích đức, hồi hướng cho oan hồn kia được sớm thoát ly ác đạo. Này Phổ Quản, ông nên dùng thần lực để khiến quyến thuộc của họ đối trước tượng Phật và Bồ Tát chí thành đọc tụng kinh Địa Tạng, hoặc nhờ người tụng thế 3 lần hoặc 7 lần, thì những oan hồn của người quyến thuộc kia sẽ được giải thoát, dẫn đến người thân của họ trong giấc mộng sẽ vĩnh viễn không còn nhìn thấy oan hồn ấy được. Này Phổ Quản, nếu trong đời vị lai có những người hạ tiện hoặc nô tỳ không được tự do, mà biết được tội nghiệp đời trước của mình đã tạo, chí thành sám hối, chỉ cần chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát 1 ngày hoặc đến 7 ngày, niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát 1 vạn biến, người ấy sau khi bỏ báo thân trong 1000 vạn kiếp thường sanh ra trong dòng họ cao quý mà không còn thọ khổ báo trong ác đạo nữa. Này Phổ Quản,
Trong đời vị lai, nếu có người mới sinh con mà đọc tụng kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát mãn một vạn biến, thì đứa trẻ này sẽ thoát được tai họa từ kiếp trước và được an lạc trường thọ. Lạy này Phổ Quảng, ở đời sau, mỗi tháng vào mùng 1, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30 đều có thiên thần đến thẩm định tội nghiệp của chúng sinh. Những cử chỉ vô hành của chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề như tội sát, đạo dâm, dọc, vân vân. Nếu như trong 10 ngày trai giới này mà đối trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát tụng kinh Địa Tạng một biên, thì có thể khiến trong bốn châu cách đó 100 do tuần không có tai nạn. Huống là tai họa đến với gia đình, cách 100 do tuần nơi người đó cư trú trong hiện tại và vị lai 100.000 năm sẽ vĩnh viễn xa rời ác thú. Nếu có thể trong 10 ngày trai giới mà đọc tụng một biến kinh Địa Tạng, thì hiện đời gia đình của người ấy có thể miễn trừ các thứ tật bệnh, được y thực đầy đủ. Này Phổ Quảng, Địa Tạng Bồ Tát có 100.000 vạn ức sức uy thần to lớn không thể nghĩ bàn, có thể làm lợi ích chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề. Địa Tạng Bồ Tát lại có nhân duyên rất sâu xa với các vị đại Bồ Tát như vậy. Nếu có chúng sinh nào nghe thấy danh hiệu hoặc hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thậm chí nghe đến 3 chữ hoặc 5 chữ trong bộ kinh này, dù chỉ một câu một kệ kinh văn, người ấy hiện đời có thể được an lạc trong vị lai 100.000 ức kiếp, sinh ra được tướng mạo đoan chánh và được sinh trong dòng họ cao quý. Bây giờ Phổ Quảng Bồ Tát nghe Đức Phật và các vị Bồ Tát tán thán Địa Tạng Bồ Tát xong, bèn quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con từ lâu biết vị Bồ Tát này có sức đại thệ nguyện và thần lực bất khả tư nghị. Nhưng nay thưa hỏi, vì muốn cho những chúng sinh đời sau biết được những lợi ích không thể nghĩ bàn này, bạch Đức Thế Tôn, chúng con phải gọi bộ kinh này là kinh gì và làm thế nào truyền bá kinh này? Phật bảo Phổ Quảng Bồ Tát rằng: Kinh này có 3 tên, một là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, lại cũng có tên là Địa Tạng Bổn Hành Kinh, và cũng có tên là Địa Tạng Bổn Thệ Kinh. Vì Địa Tạng Bồ Tát từ lâu xa kiếp đến đây phát đại thệ nguyện làm lợi ích cho chúng sinh, các ông nên y nguyện lực của Bồ Tát ấy mà tuyên dương lưu truyền để rộng độ chúng sinh. Phổ Quảng Bồ Tát sau khi nghe Phật dạy xong, cung kính chắp tay đảnh lễ mà lui ra. Lợi ích của kẻ còn người mất, phẩm thứ 7. Bây giờ Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề, trong mỗi tâm niệm, mỗi cử động đều là tạo nghiệp cả. Có lúc tích tập được chút việc thiện, lại rất mau thối thất thiện tâm. Những người đó như đi trong bùn nhơ, lưng vác đầy đá nặng, càng đi lại càng khó khăn hơn. Bây giờ, nếu gặp thiện tri thức dạy cho họ tu học Phật Pháp, bỏ ác, hành thiện, phân tích những sai lầm từ trước, thì có thể khiến họ ra khỏi khổ ác đạo. Bạch Thế Tôn, những chúng sinh tạo các ác nghiệp đều từ những tội nhỏ mà tích thành tội lớn, cho nên lúc họ mệnh chung, cha mẹ quyến thuộc phải vì họ mà tu trồng cội phúc để giúp cho họ có thể giảng sanh vào chốn an lành. Hoặc đối trước tượng Phật treo tràng phan bảo cái, đốt đèn dầu, hoặc thế họ đọc tụng kinh Phật và tạo các hình tượng Bồ Tát dẫn đến niệm danh hiệu Phật Bồ Tát Bích Chi Phật. Mỗi danh hiệu đều lớn tiếng niệm để thâm nhập vào tâm thức người sắp chết. Người chết đáng lẽ phải đọa vào ác đạo,
nhưng nhờ có người thân thay thế họ tu phúc đức mà có thể tiêu diệt các tội ấy. Nếu lại có thể vì người chết trong vòng 49 ngày làm điều thiện, thì có thể khiến họ vĩnh viễn xa rời ác đạo, sinh vào cõi người hoặc cõi trời hưởng sự vui thắng diệu, và ngay như quyến thuộc của họ cũng có thể được vô lượng lợi ích. Cho nên con nay trước Phật và trời rộng tám bộ chúng mà khuyên chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề lúc lâm chung phải cẩn thận, không nên sát hại sinh mạng hoặc tạo các ác duyên như lễ bái quỷ thần, vân vân. Vì sao vậy? Vì sát sinh, tế lễ quỷ thần vốn đã không đem lại lợi ích gì, mà ngược lại còn tăng thêm tội cho người chết. Giả sử hiện tại hoặc vị lai, người ấy vốn có thể sinh ở chốn nhân gian hoặc thiên thượng, nhưng vì lúc lâm chung quyến thuộc của người chết tạo nghiệp sát sinh, làm liên lụy tới vong hồn, dẫn đến làm cản trở cho sự giảng sinh vào chốn thiện xứ. Huống là người chết khi sinh tiền, nếu không có trồng chút thiện căn thì sẽ y theo tội nghiệp của mình mà đọa vào ác đạo. Những người thân của kẻ chết kia lẽ nào lại những tâm tăng trưởng thêm tội ác cho người đã chết? Dĩ như có người từ phương xa đến, đi suốt 3 ngày, mang trên vai mình vật nặng 100 cân, sau đó gặp người láng giềng nhờ mang thêm ít vật nặng nữa, làm cho người chết càng khốn khổ vạn lần. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề, chỉ cần tu theo Phật Pháp, làm việc lành, bất luận ít nhiều, đều được lợi ích. Lúc Địa Tạng Bồ Tát nói lời ấy, trong hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Vị này từ rất lâu xa về trước đã chứng được quả vị vô sanh pháp nhẫn. Ông hóa độ chúng sinh trong 10 phương thế giới, thường hiện thân trưởng giả. Bây giờ trưởng giả chắp tay cung kính hỏi Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề này sau khi chết quyến thuộc vì người chết mà tu tạo phúc đức, nhẫn đến thiết trai cúng dường hoặc làm các điều lành, những người chết như vậy có thể được lợi ích lớn và giải thoát hay không? Địa Tạng Bồ Tát đáp: Thưa trưởng giả, tôi nay thừa uy lực của Phật vì tất cả chúng sinh đời vị lai và hiện tại mà nói rõ sự việc trên. Thưa trưởng giả, nếu trong hiện tại hoặc vị lai có chúng sinh nào lúc sắp chết có thể nghe được danh hiệu một vị Phật, một Bồ Tát hoặc Bích Chi Phật, bất luận người ấy có tội đều được giải thoát. Nếu có người không làm được việc thiện mà làm nhiều việc ác, sau khi chết quyến thuộc của họ vì họ mà tu tạo phúc đức, nếu có 7 phần công đức thì người chết chỉ có thể được 1 phần, còn 6 phần kia đều do người sống được hưởng. Do đó, chúng sinh nếu khi sống được khỏe mạnh, hãy tranh thủ cơ hội tu trồng cội phúc, thì sau khi chết được hưởng trọn phần công đức do mình tự tạo. Một khi quỷ vô thường đến dắt người chết ấy xuống âm phủ, bây giờ vẫn chưa biết rõ tội hay phúc, vì người chết sau 49 ngày giống như ngây dại ở âm phủ, sau khi biện luận và thẩm định xong mới y theo nghiệp của người ấy mà thọ sinh. Người chết lúc trải qua trước sự thẩm phán rất sầu khổ, huống là phải đọa vào các đường ác thọ khổ. Người chết lúc chưa được thọ sinh trong vòng 49 ngày rất khát vọng được quyến thuộc của họ tạo phúc để cứu thoát. Sau 49 ngày rồi lại theo nghiệp mà đi thọ báo. Nếu là tội nhân phải thọ báo thường trải qua 100.000 năm mà không cách gì thoát khỏi. Nếu phạm ngũ nghịch tội thì phải đọa vào vô gián, trải qua 1.000 vạn kiếp lâu dài thọ khổ. Nhưng nếu quyến thuộc của tội nhân vì họ cúng dường tam bảo, không lãng phí đồ ăn, thậm chí nếu có đồ ăn chưa cúng Phật và tăng mà ăn trước, không tinh tấn, cần tu cội phúc, thì người chết cũng không đạt được chút lợi ích nào.
Nếu có thể tinh cần thanh tịnh, hộ trì tam bảo, thì trong bảy phần công đức, người chết chỉ nhận được một phần. Do đó, chúng sinh trong cõi chim phù đề, nếu có thể vì cha mẹ đã qua đời, chí thành thiết trai cúng dường tam bảo như vậy, thì cả người sống lẫn người chết đều được lợi ích. Địa Tạng Bồ Tát sau khi nói xong, ở Đao Đợi Thiên Cung có ngàn vạn ức quỷ thần trong cõi chim phù đề, nhưng nghe những lời của Địa Tạng Bồ Tát nói đều phát tâm vô thượng bồ đề. Đại trưởng giả cũng đảnh lễ mà lui ra. Chúng Diêm La Vương tán thán. Phẩm thứ 8. Bây giờ trong núi Thiết Di có vô lượng quỷ vương cùng Diêm La Thiên Tử đều đến cung trời Đao Lợi, nơi Đức Phật thuyết pháp. Có các vị tên là Ác Độc Quỷ Vương, Đại Ác Quỷ Vương, Đại Tránh Quỷ Vương, Bạch Hổ Quỷ Vương, Huyết Hổ Quỷ Vương, Xích Hổ Quỷ Vương, Tán Ương Quỷ Vương, Phi Thân Quỷ Vương, Điện Quan Quỷ Vương, Lan Nha Quỷ Vương, Đạm Thú Quỷ Vương, Phụ Thạch Quỷ Vương, Chủ Hao Quỷ Vương, Chủ Họa Quỷ Vương, Chủ Thực Quỷ Vương, Chủ Tài Quỷ Vương, Chủ Xúc Quỷ Vương, Chủ Cầm Quỷ Vương, Chủ Thú Quỷ Vương, Chủ Mị Quỷ Vương, Chủ Sản Quỷ Vương, Chủ Mạng Quỷ Vương, Chủ Tật Quỷ Vương, Chủ Hiểm Quỷ Vương, Tam Mục Quỷ Vương, Tứ Mục Quỷ Vương, Ngũ Mục Quỷ Vương, Kỳ Lợi Thất Vương, Đại Kỳ Lợi Thất Vương, Kỳ Lợi Xoa Vương, Đại Kỳ Lợi Xoa Vương, Ana Thoa Vương, Đại Ana Thoa Vương. Các vị đại quỷ vương như vậy, mỗi vị cùng bao nhiêu tiểu quỷ vương đều ở Nam Diêm Phù Đề. Mỗi vị đều có một việc của mình. Các vị quỷ vương này cùng chế Diêm La Vương Tử đều nương sức bi thần của Phật và Địa Tạng Bồ Tát, đều đến dân tập tại cung trời Đao Lợi. Bây giờ Diêm La Vương Tử quỳ gối chắp tay bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con ngày nay thừa sức uy thần của Phật và Địa Tạng Bồ Tát mới có thể đến cung trời Đao Lợi này. Con hiện tại có chút nghi vấn muốn hỏi Thế Tôn, cuối xin Ngài từ bi chỉ dạy. Phật bảo Diêm La Vương Tử rằng: Ngươi có thể tùy ý hỏi. Bây giờ Diêm La Vương Tử chiêm ngưỡng đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngước mặt nhìn Địa Tạng Bồ Tát. Sau đó bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con xem xét Địa Tạng Bồ Tát trong lục đạo dùng hết trăm ngàn các phương tiện cứu độ những chúng sinh tạo tội thọ khổ, không sợ mệt mỏi đắng cay. Vì Bồ Tát này có những thần thông bất khả tư nghị như vậy. Nhưng những chúng sinh được giải thoát chưa bao lâu lại bị đọa vào ác đạo. Bạch Đức Thế Tôn, vì Địa Tạng Bồ Tát đây có thần lực bất khả tư nghị như vậy, mà vì sao chúng sinh vẫn không chịu đương theo con đường tu thiện để vĩnh viễn được giải thoát? Nguyện xin Đức Thế Tôn vì con mà giải nói. Phật bảo Diêm La Vương Tử rằng: Chúng sinh trong cõi chim phù đề tâm tính can cường khó dạy. Địa Tạng Bồ Tát từ trăm ngàn kiếp đến nay không từ mệt nhọc cứu độ những chúng sinh này để khiến họ sớm có ngày giải thoát. Nhưng vẫn có người phải đọa vào địa ngục để thọ báo. Song Địa Tạng Bồ Tát lại dùng sức phương tiện để cứu họ thoát khổ, khiến họ giác ngộ nghiệp duyên đã tạo từ đời trước. Nhưng chỉ vì những chúng sinh trong cõi chim phù đề do những tập tánh tạo ác quá nặng, vừa ra khỏi ác đạo lại lập tức đọa vào ác đạo ngay, làm cho Địa Tạng Bồ Tát phải mệt nhọc cứu họ trong nhiều kiếp lâu xa như vậy mà không có ngày ngừng nghỉ. Dĩ như có người lạc vào đường hiểm, trong đường hiểm đó có nhiều dạ xoa, cọp, sói, sư tử, mãng xà,
độc thú. Kẻ lạc đường này tức phải bị hại. Lúc đó, may mắn gặp thiện tri thức, có thể ngăn chặn dạ xoa cầm thú trong ác đạo. Khi thấy người lạc đường, vị thiện tri thức liền bảo rằng: anh vì sao lại đi vào đường này? Anh có thể ngăn chặn nổi những ác thú nhiều như thế không? Người lạc đường nghe nói, mới biết mình lạc vào đường hiểm, và muốn rời khỏi chỗ này. Vị thiện tri thức bèn dẫn anh ta đến nơi an toàn, sau đó mới nói rằng: từ nay về sau, anh không nên đi vào con đường hiểm này nữa. Nếu đi vào con đường này thì khó mà thoát ra. Nơi này thường nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như anh thấy người thân hoặc bạn bè đi lạc vào đường hiểm này thì nên khuyên họ như vậy. Con đường này được mai phục rất nhiều ác thú hại người, chẳng nên đi vào con đường hiểm này. Địa Tạng Bồ Tát đã dùng tâm nguyện đại từ bi để cứu vớt chúng sinh tội khổ như vậy. Để khiến họ thác sinh vào cõi người hoặc cõi trời, được an hưởng khoái lạc. Những chúng sinh chịu tội khổ này vì biết sự thống khổ trong nghiệp đạo, cho nên vừa được giải thoát liền vĩnh viễn không chịu trở vào con đường ác đạo này nữa. Giống như người đi lạc vào đường hiểm kia, sau khi gặp thiện tri thức dắt ra khỏi thì không trở vào đường ác nữa. Và nếu gặp người khác thì cũng khuyên bảo họ không nên vào đó. Nếu lại trở vào thì sẽ mất mạng. Bây giờ ác độc quỷ dương chắp tay cung kính bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con vô lượng quỷ dương trong cõi Diêm Phù Đề, có quỷ dương lợi người, có quỷ dương hại người. Do vì những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề tạo nghiệp mà phải chiêu cảm nên những quả báo đó. Chúng con đi trong thế giới xem xét, nếu thấy có người làm điều thiện dù rất nhỏ, cho đến chỉ đốt một nén hương hoặc dùng hoa cúng dường trước tượng Phật, các quỷ dương chúng con đều kính lễ người ấy giống như kính lễ chư Phật. Chúng con sẽ sai quỷ nhỏ hộ vệ người ấy, không để cho việc ác hoặc bệnh tật và các sự không như ý đến gần họ, huống là để việc xấu vào nhà họ. Bây giờ Đức Phật khen ngợi quỷ dương rằng: lành thay các ông và Diêm La Dương Tử có chí nguyện ủng hộ những chúng sinh thiện tín như vậy. Ta cũng bảo các Phạm Dương và Trời Đế Thích đến hộ vệ họ. Bây giờ trong hội có một vị tên là Chủ Mạng Quỷ Dương, đối trước Đức Phật bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, con vốn có nghiệp duyên cai quản việc sinh tử trong cõi Diêm Phù Đề này. Con chốn nguyện rất muốn làm lợi ích cho chúng sinh, nhưng chúng sinh không hiểu ý con, nên trong đường sinh tử luân hồi không được an lạc. Đó là vì sao? Vì người trong cõi Diêm Phù Đề lúc sinh con trẻ, nếu có thể làm các điều lành, lại thêm người nhà làm điều phúc thiện, thì ngay như quyến thuộc của người ấy cũng được an lạc lợi ích. Cho nên nếu khi sinh một đứa trẻ mà thân quyến không sát hại sinh mạng để tế lễ quỷ thần, hoặc lấy thịt sống để cho sản phụ ăn, hoặc mời thân hữu cùng ăn thịt, uống rượu chúc mừng, ca hát vui chơi, nếu làm được như thế thì cả mẹ lẫn thai nhi đều được lợi ích. Vì sao như vậy? Vì lúc sinh sản có vô số loài ác quỷ đến ăn tinh quyết. Bây giờ con sẽ sai thổ thần bảo hộ cả mẹ lẫn con người ấy, khiến cho họ được an lạc. Vì vậy họ nên làm những việc thiện để đáp tạ ơn thổ thần. Nếu không báo đáp lại sát hại sinh linh, uống rượu trác tán, thì sẽ làm tổn hại đến cả mẹ lẫn con. Lại mong trong cõi Diêm Phù Đề, nếu có người sắp lâm chung không phân thiện ác, con thực muốn cho người mạng chung này không đọa vào ác đạo. Dù lúc sinh tiền họ rộng tu phúc đức hành thiện, đến lúc lâm chung vẫn có nhiều ác quỷ biến thành cha mẹ và thân hữu của người lâm chung ấy đến dẫn vong hồn đi. Vong hồn họ cũng có thể rơi vào ác đạo, hà huống là lúc sinh tiền mà người ấy lại tạo ác, thì càng khó thoát khỏi rơi vào chốn ác đạo. Bạch Thế Tôn, những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề lúc sắp chết thần thức bị hôn mê, không phân biệt được thiện ác, thậm chí
mắt, tai đều không thể thấy nghe. Bây giờ, quyến thuộc của người ấy phải thiết lễ cúng dường, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát. Nhờ duyên lành đó mà khiến người chết có thể thoát ly ác đạo, và tất cả ma quỷ đều phải lui đi. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sinh lúc sắp chết, nếu được nghe tên một Đức Phật, một vị Bồ Tát, hoặc một câu kệ, hoặc câu kinh Đại Thừa, còn xem những người ấy đều có thể tiêu trừ ngũ vô gián tội. Nếu có nghiệp ác nhỏ phải đọa vào ác đạo, cũng có thể tiêu trừ nghiệp chướng mà được giải thoát. Đức Phật bảo chủ mạng Quỷ Dương rằng: lành thay, lòng từ bi của ông như vậy có thể phát lên đại nguyện rộng lớn, bảo hộ chúng sinh trong biển khổ sinh tử. Nếu có người lúc sắp sinh ra hoặc chết đi, ông phải hết sức cứu hộ và khiến cho những chúng sinh ấy được giải thoát. Quỷ Dương bạch Phật rằng: cuối sinh Đức Thế Tôn không nên quá lo về việc này, còn sẽ đem hết sức mình để khiến cho chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề lúc sanh hoặc lúc tử đều được lợi ích an lạc. Nhưng nguyện rằng chúng sinh lúc sanh hoặc lúc tử tin nhận lời con, tự nhiên tất cả đều được giải thoát an lạc. Bây giờ Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát rằng: vị chủ mạng Đại Quỷ Dương này đã từng trải qua trăm ngàn đời làm Đại Quỷ Dương, ủng hộ chúng sinh cả lúc sanh lẫn lúc tử. Quyền lực từ bi của đại sĩ này hóa thân làm Đại Quỷ Dương. Kỳ thật, ông ta không phải là Quỷ Dương. Từ nay đến trải qua 170 kiếp về sau, ông ta sẽ thành Phật với danh hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếp tên là An Lạc. Thế giới đó tên là Tịnh Trụ. Thọ mạng của Đức Phật này không thể nào tính kể được. Này Địa Tạng, việc làm của vị Quỷ Dương này bất khả tư nghị như vậy, những chúng sanh đã được ông ta hóa độ cũng rất nhiều. Xưng danh hiệu chư Phật. Phẩm thứ 9. Bây giờ Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con nay vì chúng sanh đời vị lai mà diễn nói sự lợi ích của chúng sanh trong sanh tử. Cuối sinh Đức Thế Tôn nghe con nói. Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát rằng: hôm nay ông phát lòng đại từ bi, nguyện cứu khổ những chúng sanh trong lục đạo, mà nói việc bất khả tư nghị. Nay đã đúng lúc, ông hãy mau nói, vì không bao lâu ta sẽ nhập Niết Bàn. Nếu như ông sớm viên mãn thệ nguyện, thì ta khỏi phải lo âu cho những chúng sanh hiện tại và vị lai. Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, về thuở quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Nếu có người nghe đến danh hiệu của Đức Phật này mà thành tâm cung kính, thì sẽ vượt qua được 40 kiếp sinh tử trọng tội. Hà huống là tu vẽ hình tượng cúng dường tán thán, thì người đó sẽ được phúc đức vô lượng vô biên. Lại về thuở quá khứ vô lượng ức kiếp về trước, có Phật ra đời hiệu là Bảo Tánh Như Lai. Nếu có người nghe được danh hiệu của Đức Phật này, thì trong một khẩy móng tay mà phát tâm quy y, thì người ấy ở nơi đạo vô thượng sẽ không còn thối chuyển nữa. Lại về thời quá khứ, có Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ba Thắng Như Lai. Nếu có người nghe danh hiệu Đức Phật này lọt vào tai người này, sẽ ngàn đời thường sanh lên cõi trời lục dục. Huống là chí tâm xưng niệm danh hiệu Phật, thì càng được phúc đức vô lượng vô biên. Lại về thuở quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, có Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có người nghe danh hiệu Đức Phật này mà chí tâm quy y, thì người này sẽ được gặp vô lượng chư Phật xoa đầu thọ ký. Lại về thuở quá khứ, có Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai.
Nếu có người nghe danh hiệu Đức Phật này mà chí tâm chiêm ngưỡng tán thán, thì người này sẽ ở trong hiền kiếp thường làm đại phạm thiên dương, được thọ ký vô thượng bồ đề. Lại về thuở quá khứ, có Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Nếu có người nghe danh hiệu Đức Phật này thì sẽ vĩnh viễn không còn sanh vào lục đạo. Người ấy thường sanh vào cõi người, hưởng sự vui thắng diệu. Lại về thuở quá khứ vô lượng ức kiếp về trước, có Phật ra đời hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Nếu có người nghe danh hiệu Đức Phật này sẽ không sa vào ác đạo, thường sanh cõi trời, hưởng sự vui thắng diệu. Lại về thuở quá khứ, có Phật ra đời hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Nếu có người nghe danh hiệu Đức Phật này mà sanh tâm cung kính, thì người này không bao lâu sẽ đắc quả A-La-Hán. Lại về thuở quá khứ, có Phật ra đời hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Nếu có người nghe danh hiệu Đức Phật này, thì người đó sẽ vượt được 100 đại kiếp tội sanh tử. Lại về thuở quá khứ vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp, có Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Như Lai. Nếu có người nghe danh hiệu Đức Phật này, người đó sẽ được gặp vô số chư Phật như số cát sông Hằng, sẽ vì họ mà thuyết pháp, và tương lai sẽ chứng quả vô thượng bồ đề. Lại về thuở quá khứ có Phật Tịnh Nguyệt, Phật Sơn Dương, Phật Trí Thắng, Phật Tình Danh Dương, Phật Trí Thành Tựu, Phật Vô Thượng, Phật Diệu Thanh, Phật Mãn Nguyệt, Phật Nguyệt Diện, vân vân, không thể kể hết các đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh trong hiện tại và vị lai, nếu chỉ có thể xưng niệm danh hiệu của một đức Phật mà liền có vô lượng công đức như thế, huống là niệm danh hiệu của nhiều đức Phật, những chúng sinh này lúc sống cũng như chết đều lợi ích lớn và vĩnh viễn không đọa vào ác đạo. Nếu có người lúc sắp mạng chung quyến thuộc ở trong nhà, nếu chỉ có một người lớn tiếng niệm danh hiệu của một đức Phật, thì người mạng chung ấy ngoài việc dứt hết ngũ vô gián tội mà các quả báo khác cũng đều được tiêu trừ, dù họ bị ngũ vô gián tội phải trải qua ức kiếp không thể thoát. Nhưng vì nhờ quyến thuộc của người ấy xưng niệm danh hiệu Phật, sẽ khiến người ấy cũng có thể lần lần tiêu diệt được tội nghiệp. Huống là những chúng sinh này tự mình xưng niệm danh hiệu Phật thì được vô lượng phúc báo và diệt được vô lượng tội. So sánh công đức của sự bố thí. Phẩm thứ 10. Bây giờ Địa Tạng Bồ Tát nương sức uy thần của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay trước Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét về sự bố thí của chúng sinh trong nghiệp đạo, có nhẹ, có nặng, có người hưởng phúc một đời, có người hưởng phúc 10 đời, có người hưởng phúc 100.000 đời. Đó là vì sao vậy? Nguyện xin Đức Thế Tôn vì con mà chỉ dạy. Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát rằng: Ta hôm nay ở trong pháp hội cung trời Đao Lợi, nói về sự bố thí của chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề mà so sánh công đức nặng nhẹ. Ông nên chú ý lắng nghe, ta sẽ vì ông mà giải nói. Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con rất vui mừng được nghe Đức Thế Tôn giải nói. Đức Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát rằng: Ở thế giới Nam Diêm Phù Đề, các quốc vương, các quan đại thần, Sát Đế Lợi, Bà La Môn, nếu thấy người bần cùng hạ tiện, dẫn đến những người mù lòa, câm điếc tàn phế, những vị quốc vương này hoặc tể quan đại thần, lúc bố thí, nếu có thể đủ lòng đại từ bi, vui vẻ
từ tay mình bố thí hoặc nhờ người khác bố thí an ủi những chúng sinh nghèo khổ, thì những vị quốc vương này được phúc lợi như bố thí cúng dường vô số hằng hà sa Đức Phật vậy. Vì vị quốc vương này đã phát đại bi tâm, trăm ngàn kiếp thường được đầy đủ các thứ như y phục, ẩm thực, vân vân. Phúc báo này sẽ được hưởng thọ bất tận. Lại nữa, Địa Tạng, nếu ở đời sau có vị quốc vương hay bà la môn nào nhìn thấy chùa, tháp Phật, hình tượng Phật hoặc Bồ Tát Thinh Văn, Bích Chi Phật, vân vân, nếu có thể tự mình bố thí cúng dường, thì vị quốc vương trong ba kiếp được làm thân đế thích, hưởng thọ sự vui thắng diệu. Nếu có thể dùng phúc lợi bố thí mà hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, thì vị quốc vương này sẽ ở trong mười kiếp thường làm đại phạm thiên vương. Lạy này Địa Tạng Bồ Tát, nếu ở đời sau có vị quốc vương bà la môn nào thấy tháp Phật, kinh Phật bị hư hoại, bị tàn phá, nếu có thể phát tâm tu bổ, thì vị quốc vương này hoặc tự mình làm, khuyến người khác, dẫn đến trăm ngàn người bố thí kết duyên, thì vị quốc vương ấy sẽ trăm ngàn đời làm chuyển luân thánh vương. Những người bố thí như vậy sẽ trăm ngàn đời làm tiểu quốc vương. Nếu lại ở nơi chùa tháp phát tâm hồi hướng cho pháp giới, thì vị quốc vương hoặc người đồng hành bố thí với vị quốc vương ấy sẽ đồng thành Phật đạo, bởi vì công đức quả báo này vô lượng vô biên. Lạy này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời vị lai, nếu có vị quốc vương hoặc bà la môn vân vân nhìn thấy người già, người bệnh và sản phụ, có thể sanh một niệm tâm từ bi bố thí thuốc men, thức ăn, giường nằm, khiến họ được an lạc, do công đức bất khả tư nghị, người đó trong 100 kiếp thường làm vua trời cõi Tịnh Cư, trong 200 kiếp thường làm vua cõi trời Lục Dục, và sau cùng sẽ thành Phật quả, vĩnh viễn không còn đọa vào ác đạo, dẫn đến trăm ngàn kiếp tiếng khổ không lọt vào tai. Lạy này Địa Tạng, nếu ở đời vị lai có vị quốc vương hoặc bà la môn nào vân vân có thể bố thí hồi hướng như vậy, bất luận nhiều ít đều có thể rốt sao thành Phật, huống là quả báo được làm phạm vương. Do vậy Địa Tạng, ông nên khuyên khắp chúng sinh nên học tập hạnh này. Lạy này Địa Tạng, ở đời vị lai nếu có người trong Phật pháp trồng thiện căn, dù rất nhỏ như đầu sợi lông hạt bụi, những công đức lợi ích mà họ được cũng không thể so sánh nổi. Lạy này Địa Tạng, ở đời vị lai nếu có người thấy hình tượng Phật, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng chuyển luân dương mà bố thí cúng dường, người đó sẽ được vô lượng phúc, thường ở cõi người hoặc cõi trời, hưởng sự vui thắng diệu. Nếu có thể đem phúc báo đó hồi hướng cho pháp giới, thì phước lợi của người đó càng lớn gấp bội, không thể tỉ dụ được. Lạy này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có người thấy kinh điển Đại Thừa hoặc nghe một kệ, một câu mà cung kính, tán thán, phát tâm bố thí cúng dường, người ấy sẽ được vô lượng phúc báo. Nếu có thể hồi hướng cho pháp giới, thì công đức ấy không thể dùng lời nói mà tỉ dụ được. Lạy này Địa Tạng, ở đời vị lai, nếu có người thấy tháp Phật, kinh điển Đại Thừa mà cung kính chắp tay, lễ bái thọ trì, hoặc nếu thấy kinh điển hư cũ mà phát tâm tu bổ, tự mình tu bổ, hoặc khiến người khác cũng phát tâm tu bổ sửa chữa, những người trên đây sẽ trong 30 kiếp thường làm tiểu quốc vương. Nếu tự mình phát tâm hoặc khiến người khác cùng làm, người đó có thể làm chuyển luân vương, lại dùng các pháp lành giáo hóa các vị tiểu vương. Lạy này Địa Tạng, ở đời vị lai nếu có người trong Phật pháp trồng thiện căn bố thí cúng dường,
tu bổ chùa tháp hoặc tu sửa kinh điển dẫn đến việc làm chỉ nhỏ bằng sợi tóc, hạt bụi. Nếu có thể hồi hướng cho pháp giới, thì công đức của người ấy trong trăm ngàn đời được hưởng sự vui thắng diệu. Nhưng nếu chỉ hồi hướng cho quyến thuộc của mình hoặc lợi ích bản thân, thì chỉ được ba đời thọ hưởng phước lạc. Này Địa Tạng, sự thật của nhân duyên bố thí là như vậy. Địa Thần Hộ Pháp Phẩm thứ 11. Bây giờ Kiên Lao Địa Thần bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con từ lâu xa đến nay chiêm ngưỡng lễ bái vô số đại Bồ Tát. Vì Địa Tạng Bồ Tát đây có đầy đủ trí tuệ, thần thông bất khả tư nghị, rộng độ tất cả chúng sinh. Sức thệ nguyện của Địa Tạng Bồ Tát so với các Bồ Tát kia còn sâu nặng hơn nhiều. Bạch Đức Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát này có nhân duyên rất lớn với chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, như Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Di Lặc. Bốn vị đại Bồ Tát cũng hóa hiện trăm ngàn thân hình rộng độ chúng sinh trong sáu đường, nhưng thệ nguyện của họ còn có ngày hoàn tất. Duy chỉ có Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sinh trong lục đạo, trải qua trăm ngàn hằng hà sa kiếp vẫn chưa hết. Bạch Thế Tôn, con xem xét những chúng sinh đời vị lai và hiện tại ở cõi nước phương Nam, tìm một nơi thanh tịnh, dùng đất đá làm nên tòa thất. Trong thất này có thể dùng vàng bạc đồng thiết tô vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thường đốt hương cúng dường chiêm lễ tán thán, thì nơi ở của người ấy được 10 điều lợi ích. Một là có đất đai trù phú, hai là nhà cửa vĩnh viễn an lạc, ba là tổ tiên quá giảng có thể giảng sinh về thiên giới, bốn là thọ mạng được lâu dài, năm là cầu chi được đấy, sáu là không bị tai nạn nước lửa, bảy là tất cả những sự lo sợ tổn họa không thể xâm phạm đến được, tám là không nằm thấy ác mộng, chín là ra vào có thần theo hộ vệ, mười là thường gặp nghe pháp, tụng kinh, bố thí, tạo tượng Phật, vân vân. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có chúng sinh nào trong hiện tại và vị lai tại nơi trụ xứ này cúng dường như vậy thì có thể được 10 điều lợi ích. Bạch Đức Thế Tôn, nếu ở hiện tại và vị lai nơi trụ xứ của người đó ở mà tôn thờ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát hoặc đọc tụng Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện kinh, con sẽ ngày đêm thường hộ vệ người đó, dẫn đến tai nạn nước lửa, đạo tặc, vân vân, cũng không hại đến người ấy được. Phật bảo Kiên Lao Địa Thần rằng: Lành thay sức thần lực rộng lớn của ông, các vị thần khác ít có thể sánh kịp. Đất đai trong cõi Diêm Phù Đề đều nhờ ông bảo hộ, dẫn đến cỏ cây, lúa mè, tre lau cũng đều nhờ sức bảo hộ của ông mà được sinh trưởng. Ông cần nên tán thán sự lợi ích và công đức của Địa Tạng Bồ Tát. Nếu ở đời vị lai có người cúng dường và đọc tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát, chỉ cần đưa theo kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện để tu hành, ông đều nên bảo hộ họ, không để cho tất cả tai họa lọt vào tai họ. Hà huống là để họ gặp phải tai họa, không chỉ riêng ông bảo hộ người ấy, mà cả Đế Thích Phạm Dương, vân vân, cùng quyến thuộc cũng nên đến bảo hộ người ấy. Dẫn đến thánh chúng cũng bảo vệ người ấy, chỉ vì người ấy tụng niệm và lễ bái hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát. Những người này tất xa lìa biển khổ, chứng đắc Niết Bàn an lạc. Thấy nghe được lợi ích Phẩm thứ 12.
Bây giờ từ trên đỉnh nhục kế của Đức Phật phóng ra 100.000 vạn ức ánh sáng. Trong ánh sáng đó, đồng thời phóng ra các âm thanh vi diệu mà bảo với chư thiên tám bộ chúng và tất cả chúng sinh rằng: Các ông hôm nay ở tại cung trời Đao Lợi này, nghe ta xưng dương tán thán Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho những chúng sinh ở cõi trời, cõi người như vậy. Đó là việc bất khả tư nghị nhập thánh siêu phàm. Các ông sẽ lần lượt chứng đắc quả vị thập địa và đạt quả vị bất thối chuyển nơi đạo vô thượng Bồ Đề. Bây giờ trong chúng hội có một vị Bồ Tát tên là Quan Thế Âm, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối trước Phật, chắp tay bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vị Địa Tạng Bồ Tát này đầy đủ tâm đại từ bi, thương xót những chúng sinh tội khổ trong ngàn vạn ức thế giới, hóa ra ngàn vạn ức thân để rộng độ chúng sinh. Các công đức của Ngài và thần lực bất khả tư nghị, con đã nghe Đức Thế Tôn cùng mười phương chư Phật đồng thời xưng tán. Dù cho các đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai nói về công đức của Địa Tạng Bồ Tát cũng không hết. Vừa rồi, Đức Thế Tôn lại bảo với đại chúng phải xưng dương tán thán công đức của Địa Tạng Bồ Tát đã làm lợi ích chúng sinh. Xin Đức Thế Tôn, vì tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị lai, cho biết sức thần thông bất khả tư nghị của Địa Tạng Bồ Tát để khiến cho trời rồng, tám bộ chúng cũng có thể chiêm lễ được phúc đức. Phật bảo Quan Thế Âm Bồ Tát rằng: Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi Ta Bà, tất cả trời rồng và tám bộ chúng và tất cả chúng sinh trong sáu nẻo, nếu nghe danh hiệu được thấy thân Bồ Tát luyến mộ tán thán, những cõi chúng sinh này ở nơi đạo vô thượng tất bất thối chuyển, lại thường sinh cõi người, cõi trời, hưởng thọ sự vui thắng diệu. Chờ đến khi nhân quả thành thục thì được Phật thọ ký: Bồ Tát, nay vì tâm đại từ bi thương xót chúng sinh và trời rồng tám bộ chúng, muốn đến nghe ta tuyên dương về lợi ích bất khả tư nghị của Địa Tạng Bồ Tát. Vậy Bồ Tát nên chú ý lắng nghe ta hiện sẽ vì Bồ Tát tuyên nói. Quan Thế Âm Bồ Tát bạch Phật: Vâng, bạch Thế Tôn, con rất muốn được nghe. Phật bảo Quan Thế Âm Bồ Tát rằng: Trong hiện tại và vị lai, có vị trời nào khi hưởng phước trời đã tận sẽ hiện năm tướng suy, thậm chí phải đọa ác đạo? Họ trong lúc hiện tướng suy có thể nhìn thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát hoặc nghe danh hiệu mà có thể chiêm ngưỡng lễ bái. Vị trời này sẽ chuyển nghiệp sinh phúc, sẽ vĩnh viễn không đọa vào ba ác đạo, huống là thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát hoặc nghe danh hiệu dùng hương hoa, y phục, ẩm thực, bảo cụ, anh lạc, bố thí cúng dường. Những người như thế công đức lại càng vô lượng vô biên. Lại này Quan Thế Âm Bồ Tát, trong hiện tại và vị lai, nếu có chúng sinh nào trong lục đạo lúc sắp mạng chung có thể nghe đến danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, chỉ cần một tiếng lọt vào tai thì vĩnh viễn không trải qua ác đạo, huống là cha mẹ, bà con, người sắp mạng chung đem tài sản đổi lấy tiền bạc để nhờ người tô vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, nhẫn đến để cho người bệnh trước khi chết thấy được, nghe được việc này. Giả sử nghiệp báo của người sắp lâm chung phải thọ trọng bệnh thì cũng được nhẹ bớt, tăng thêm phúc thọ. Nếu như mạng căn đã hết thì sau khi chết không phải đọa vào ác đạo, tiêu trừ nghiệp chướng và sinh lên cõi trời, hưởng sự vui thắng diệu. Này Quan Thế Âm, nếu ở đời vị lai có người từ nhỏ mất anh chị em, nhưng sau khi lớn lên nhớ nghĩ lại cha mẹ quyến thuộc mình, không biết hiện sinh vào chốn nào, người đó có thể tô vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, nhẫn đến niệm danh hiệu chiêm ngưỡng lễ bái hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát từ một ngày đến bảy ngày không thối chuyển,
thì quyến thuộc của người đó nhờ công đức của người thân mình đã tô vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà được giải thoát, giảng sinh về cõi trời. Nếu đã sinh vào cõi trời thì lại tăng phúc hưởng sự vui thắng diệu. Người đó nếu lại có thể trong 21 ngày niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đến một vạn biến và nhất tâm đảnh lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát thì sẽ được Địa Tạng Bồ Tát hiện thân ra chỉ nơi ở của người đã quá vãng, hiện ở nơi nào hoặc ở trong mộng, Địa Tạng Bồ Tát dẫn người ấy đi tìm quyến thuộc của mình. Nếu có người trì niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát từ 1.000 biến trong 100 ngày, người ấy sẽ được Địa Tạng Bồ Tát khiến các quỷ thần nơi người đó ở luôn theo hộ vệ, khiến người ấy y phục đầy đủ, không bị những điều khổ hoành hành, được các đức Phật xoa đầu thọ ký, tương lai thành Phật đạo. Này Quan Thế Âm, nếu ở đời vị lai có người muốn phát lòng đại từ cứu độ tất cả chúng sinh, hoặc muốn tu vô thượng bồ đề, muốn ra khỏi ba cõi, những người này nếu thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và nghe được danh hiệu, chí tâm quy y, hoặc dùng hoa hương y phục bảo cụ, hoặc đứng chiêm ngưỡng lễ bái, thì những tâm nguyện của người thiện nam hay thiền nữ này mau chóng được thành tựu không chướng ngại. Giả sử nếu có người nguyện cầu Địa Tạng Bồ Tát vì lòng từ bi ủng hộ họ, thì người ấy trong giấc mộng thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân đến xoa đầu thọ ký. Này Quan Thế Âm, ở đời sau nếu có người đối với kinh điển đại thừa tin sâu trân trọng, lại phát tâm tụng niệm, mặc dù được minh sư hướng dẫn nhưng lại mau quên, trải qua nhiều năm đọc tụng mà không ghi nhớ, đây là do gì? Nghiệp chướng đời trước. Những người như vậy khi được nghe danh hiệu và thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát nên chí thành cung kính Địa Tạng Bồ Tát, rồi dùng hoa hương y phục ẩm thực cúng dường trước tượng Địa Tạng Bồ Tát. Trải qua 7 ngày hoặc 21 ngày, người đó trong giấc mộng sẽ thấy Địa Tạng Bồ Tát xuất hiện vô biên thân hình dưới nước trên đầu của người đó. Người đó đối với các kinh điển chỉ nghe qua một lần thì sẽ nhớ mãi, không bao giờ quên. Này Quan Thế Âm, nếu đời vị lai có kẻ không đủ cơm no, cầu mong không như ý nguyện, hoặc nhiều tật bệnh, hoặc gặp nhiều sự suy bại, gia đình bất an, quyến thuộc ly tán, gặp nhiều tai họa, trong mộng thường gặp chuyện kinh sợ, nếu những người này nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát hoặc thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, có thể chí tâm cung kính trì niệm danh hiệu của Bồ Tát mãn một vạn biến, thì bao nhiêu sự không vừa ý đều lần lần tiêu diệt, được an lạc giàu có, dẫn đến trong giấc mộng cũng được an lạc. Này Quan Thế Âm, nếu ở đời sau có người vì mưu cầu sự sống, hoặc vì công việc riêng tư, hoặc chuyện vui buồn tan tóc vân vân, phải đi vào chốn núi rừng hoặc qua sông biển hiểm trở, người đó trước khi đi nên niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát mãn một vạn biến, thì những nơi mà người ấy đi qua sẽ có quỷ thần hộ vệ, và lúc đi đứng nằm ngồi đều được an lạc, dù cho các thú dữ độc ác cũng không thể hại người ấy được. Vì Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên với chúng sinh cõi Diêm Phù Đề như vậy. Nếu nói về sự lợi ích của Địa Tạng Bồ Tát đối với chúng sinh, dù trải qua trăm ngàn kiếp cũng không thể nói hết. Cho nên, này Quan Thế Âm, Bồ Tát nên dùng sức thần thông của mình mà lưu bố kinh này, để khiến chúng sinh trong cõi ta bà có thể đọc tụng được lợi ích an lạc. Bây giờ Đức Thế Tôn đã dùng kệ tụng rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, hằng hà sa kiếp khó nói hết, thấy nghe lễ bái chỉ một niệm, lợi ích trời người vô cùng tận. Nếu người nam nữ hoặc long thần
báo thân chấm dứt đọa ác đạo, chí tâm quy y đại sĩ thân, chuyển nghiệp tăng phúc trừ tội chướng. Nếu người thuở nhỏ mất mẹ cha, chưa biết thần hồn thác nơi nào. Huynh đệ chị em và người thân, thuở nhỏ lớn lên chưa hề biết, nên vẽ hình tượng thân đại sĩ, cung kính lễ bái không nhàm mỏi. Trong 21 ngày niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát hiện thân ra, chỉ cho quyến thuộc ở chốn nào, từ đọa ác đạo đến ra khỏi. Nếu có thể không thối tâm đầu, liền được Ngài xoa đảnh thọ ký. Người muốn tu vô thượng Bồ Đề, nhận đến muốn lìa ba cõi khổ, người ấy phát khởi lòng đại bi, trước đến lễ bái thân đại sĩ, tất cả các việc đều thành tựu, vĩnh viễn sẽ không còn nghiệp chướng. Có người phát tâm tụng kinh điển, muốn độ chúng sinh đến bờ giác, tuy lập thệ nguyện bất tư nghị, đọc tụng xong thường hay quên mất. Người ấy do hãy còn nghiệp chướng, nơi kinh đại thừa không thể nhớ, cúng dường địa tạng hương và hoa, y phục ẩm thực và nước sạch, trước tượng đại sĩ một ngày đêm, cầu nguyện như vậy rồi uống nước, phát nguyện trì giới cử ngũ tân, rượu thịt tà châm và vọng ngữ, trong 21 ngày không sát hại, chỉ tâm nhớ nghĩ tên đại sĩ, trong mộng liền thấy vô biên tướng, tỉnh dậy nhĩ căn được thông lợi. Các kinh điển vừa nghe qua tai, trong ngàn vạn đời không quên sót. Thần lực Địa Tạng bất tư nghị, có thể khiến người được tuệ đó. Chúng sinh nghèo cùng và tật bệnh, nhà cửa điêu tàn quyến thuộc phân, dẫn đến giấc mộng không yên ổn, chỉ tâm lễ bái tượng Bồ Tát, tất cả việc ác đều tiêu trừ, dẫn đến trong mộng được an ổn, áo cơm đầy đủ, thần hộ vệ. Nếu vào núi rừng hoặc qua biển, cầm thú hung ác hoặc ác nhân, ác thần, ác quỷ, cùng ác phong, tất cả các thứ khổ não ấy, nếu người lễ bái và cúng dường Địa Tạng Bồ Tát đại sĩ tượng ở trong núi rừng và biển lớn, những việc ác này đều tiêu diệt. Quan Âm chí tâm nghe ta nói, Địa Tạng diệu lực chẳng nghĩ bàn, trăm ngàn vạn kiếp nói không hết, rộng tuyên công đức của đại sĩ. Nếu có người nghe tên Địa Tạng, dẫn đến thế tượng mà lễ bái, cúng dường ẩm thực, hoa và hương, cùng với trăm ngàn thứ diệu lạc, nếu có thể hồi hướng pháp giới, tất sẽ thành Phật, vượt sanh tử. Vì vậy, Quán Âm người nên biết, lưu truyền hằng xa các cõi nước. Phú chúc cho trời người, phẩm thứ 13. Bây giờ Đức Thế Tôn đưa cánh tay sắc vàng xoa đầu của Địa Tạng Đại Bồ Tát mà nói rằng: Này Địa Tạng, Địa Tạng, sức thần thông của ông không thể nghĩ bàn, lòng từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí tuệ và biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dù cho mười phương các đức Phật đều tán thán việc làm bất khả tư nghị của ông đến ngàn kiếp sau, nói cũng không thể hết. Này Địa Tạng, Địa Tạng, ông nên ghi nhớ, hôm nay ta ở cung trời Đao Lợi này, giữa vô lượng trăm ngàn vạn ức chư Phật, Bồ Tát và trời rồng, tám bộ chúng đều tụ tập hội nơi đây. Một lần nữa, phú chúc cho ông tất cả những chúng sinh, trời người còn chưa ra khỏi nhà nửa tam giới. Ông không nên để họ đọa vào ác đạo, dù chỉ một ngày hoặc một đêm thọ khổ, huống là
để cho họ đọa vào địa ngục vô gián, trải qua ngàn ức kiếp chịu khổ. Này Địa Tạng, chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, tâm tánh bất định, tập tánh ác là nhiều. Dù cho có thể phát thiện tâm, nhưng cũng mau thối chuyển. Nếu gặp ác duyên, thì nghiệp ác lại tăng trưởng. Do đó, ta đã phân trăm ngàn vạn ức thân để tùy theo căn lành mà độ thoát họ. Này Địa Tạng, ta nay khẩn thiết đem tất cả chúng sinh trong chốn nhân gian và thiên thượng phú chúc cho ông. Nếu ở đời vị lai có người trong Phật Pháp trồng thiện căn dù rất nhỏ chỉ bằng sợi lông, hột cát, ông cũng nên dùng thần lực mà cứu độ họ, khiến họ từ từ tu học đạo vô thượng chánh giác mà không còn thối chuyển nữa. Lạy này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có chúng sinh ở cõi trời, cõi người mà đọa vào ác đạo, trong lúc đọa lạc hoặc đến cõi địa ngục, những chúng sinh này nếu có thể niệm danh hiệu một Đức Phật, danh hiệu một Bồ Tát, một câu kệ trong kinh điển Đại Thừa, ông cũng nên dùng thần lực và sức phương tiện để cứu độ họ, hiện vô biên thân hình đến nơi họ, vì họ mà phá tan các địa ngục, để khiến họ có thể sinh về các cõi trời, hưởng sự vui thắng diệu. Bây giờ, Đức Thế Tôn nói bốn kệ tụng rằng: Chúng nhân hiện tại và vị lai, ta nay ân cần phú chúc ông, dùng sức thần thông phương tiện độ, không để họ đọa vào ác đạo. Lúc bấy giờ, Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối trước Phật mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài không nên lo lắng. Ở đời vị lai, nếu có người ở trong Phật Pháp có thể sanh một niệm cung kính, con cũng dùng vô số phương tiện để độ thoát những người ấy ra khỏi ác đạo. Hà huống là nghe thấy việc lành mà một niệm tu hành, họ tự có thể ở nơi đạo vô thượng, vĩnh viễn không hề thối chuyển. Bây giờ, trong hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng trước Đức Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đến cung trời Đao Lợi ở trong pháp hội này, được nghe Đức Như Lai tán thán về sức oai thần bất khả tư nghị của Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời vị lai, nếu có người trời rồng nghe được kinh Địa Tạng Bồ Tát này và danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc chiêm ngưỡng lễ bái hình tượng của Bồ Tát, thì được bao nhiêu phúc đức? Nguyện xin Đức Thế Tôn giải nói để cho tất cả chúng sinh hiện tại và vị lai hiểu rõ. Đức Phật bảo Hư Không Tạng Bồ Tát rằng: Ông lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói. Trong đời vị lai, nếu có người thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe bộ kinh này, thậm chí đọc tụng, dùng hương hoa, ẩm thực, y phục, trân bảo, đem bố thí cúng dường chiêm ngưỡng lễ bái, thì có 28 điều lợi ích. Một là được trời rồng hộ vệ. Hai là quả lành ngày một tăng trưởng. Ba là chứa nhóm nhân vô thượng thánh. Bốn là nơi vô thượng bồ đề không thối chuyển. Năm là y thực đầy đủ. Sáu là tật bệnh không đến nơi thân. Bảy là không bị tai nạn về nước lửa. Tám là không bị giặc cướp. Chín là người khác thấy sanh lòng cung kính. Mười là quỷ thần giúp đỡ giữ gìn. Mười một là thân nữ có thể chuyển thành thân nam. Mười hai là đời sau sẽ làm con gái các hạng dương giả đại thần. Mười ba là thân hình đoan chính. Mười bốn là thường sinh về cõi trời. Mười lăm là thường làm bậc vua chúa. Mười sáu là trí tuệ sáng suốt, biết được đời trước. 17 là cầu gì được đấy. 18 là quyến thuộc an vui. 19 là các tai dạ bất ngờ đều dứt sạch. 20 là các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn. 21 đi đến đâu đều không bị trở ngại.
22. Đêm nằm chiêm bao đều an ổn vui vẻ. 23. Những người quá cố thoát khỏi chốn đau khổ. 24. Do túc phước đời trước được thọ sinh vào chốn an vui. 25. Được các bậc thánh khen ngợi. 26. Các căn thông minh lanh lợi. 27. Giàu lòng từ mẫn. 28. Rốt ráo thành Phật. Này hư không tạng, nếu trời rồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát mà lễ bái hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe về bản nguyện của Địa Tạng Bồ Tát mà có thể khen ngợi, chiêm ngưỡng lễ bái, thì có bảy điều lợi ích. 1. Mau chứng bậc thánh. 2. Nghiệp ác tiêu diệt. 3. Được chư Phật hộ niệm. 4. Không thối thất Bồ Đề. 5. Bổn lực tăng trưởng. 6. Việc đời đều biết rõ. 7. Rốt ráo thành Phật. Bây giờ, mười phương thế giới, Bất Khả Thuyết Vô Lượng Như Lai và Đại Bồ Tát, trời rồng tám bộ chúng, vân vân, nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưng dương tán thán về sức đại uy thần của Địa Tạng Bồ Tát xong, khiến họ đều khen ngợi rằng nguyện lực và sức uy thần của Địa Tạng Bồ Tát từ trước đến nay chưa từng được nghe, thật là bất khả tư nghị. Bây giờ tại cung trời Đao Lợi mưa hoa và Thiên Y Trân Bảo và Anh Lạc rơi xuống cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Địa Tạng Bồ Tát. Sau khi cúng dường xong, tất cả đại chúng trong pháp hội đều chiêm ngưỡng lễ bái Đức Thế Tôn, cung kính chắp tay mà lui ra. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.